lớn rồi, coi phụ tao với tía má nha, tía má lớn tuổi rồi đó, cứ mà để lo chơi hoài. Biết rồi mà nó hoài à. Nè nè nè, cái bùn này hơi bị nặng nặng nè, kiếm cây chọi nó lại đi cho nó chịu lại, Dạ xuống hôn nó quần xuống rồi gãy cây luôn á. rồi em biết rồi Giúp đỡ giùm cái đi, tối ngày ăn chơi không. Mày số tao tám. Ủa cái gì vậy anh Bảy? Gì mà ôm sùm vậy anh Bảy? Tắp tắp. Tắp tắp. Trời ai vậy? Ai biết. Không lẽ con xác chết có án mạng hả anh Bảy? Bảy lụm này ở đâu về mà nó mặc đồ bảy còi vừa y vậy bảy? Dạ sao vừa nữa tiếp. Trời đất ơi. Hê, xin chào. À, hay ổng là người nước ngoài ta? Mình để thử thôi nha. Hello. Ai giống CEO? Sawadee khap. Ni hao. Ồ, nó không biết nói chuyện đâu. Câm. Này câm. Tía nói kỳ quá. Biết người ta có bị không? Tụi bay hỏi nãy giờ nó có trả lời ở đâu. Tôi đói quá. Trời ơi. Biết nói chuyện kìa. Sao nãy giờ tao hỏi không trả lời? Có cái gì cho tôi ăn không? Có chứ. Có cơm, lấy cơm cho nó ăn, lấy cơm cho nó ăn. Dạ dạ, đi con đi chứ. Sao này nóng dữ thần vậy trời. Nè, ăn đi, cơm đó. Trời ơi, thấy thương ghê chưa. Như bị bỏ đói mấy ngày nay vậy á. Chắc đói lắm rồi nè. Bởi vì nè, ăn đi nha, gọi xíu nữa hết đồ ăn rồi tôi lấy vô thêm cho anh đó. Nghe nè anh cho tôi hỏi coi anh ở đâu mà sao anh tự nhiên anh nằm trong giường nhà tôi vậy? Giường vào nhà tôi á, cao lắm mà ông vô cũng được hay thiệt khen. Trời ơi, tao nói để cho thằng nhỏ ăn, để nó ăn xong rồi hỏi quá sao nó trả lời được. Từ từ đó hết bới nữa. Nhà này cơm gạo nhiều lắm. Thấy không? Ăn chừng nào mà đỡ đỡ đó. Tôi trả lời cho chú nghe. Quê quán ở đâu? Nhà cửa ở đâu? Thấy không? Ở hành tinh xéo sọ. Trời đất ơi. Trời ơi trời. Hành tinh xéo sọ ở đâu vậy? Từ hành tinh đó xuống trái đất là cách 10 năm ánh sáng. Không hiểu không? Trời, vậy ổng là người ngoài hành tinh hả tía? Còn đói quá, mê sản, phải không? Trời ơi, người ngoài hành tinh gì mà kỳ vậy? Người ngoài hành tinh em coi em biết mà. Trên tivi á, để người hành tinh nha. Cái đầu bự bành kia vậy nè, mắt thổ lỗ hay vậy nè. Đi về khịch vậy nè. Anh men hơn tôi được chút. Nhìn cũng đẹp hơn tôi một chút. Người ngoài hành tinh là ngoài hành tinh. Ê Tám, tao nghe nói người ngoài hành tinh người ta mạnh lắm luôn nha. Người ta làm cái gì, công việc gì mà của gấp 2-3 lần của người thường mình luôn á. Ờ đúng rồi đó. Mạnh lắm. Vậy anh kinh tôi coi đi. Một chút tôi ăn xong tôi khiêng cho. Mấy cái này tôi khiêng được hết á. Trời, ghê vậy. Tôi khỏe lắm. Bây giờ bình tĩnh, kể tao nghe coi cái hành tinh xéo xỏ của mày ở đâu. Hồi nào tới giờ tao chỉ coi tivi, tao thấy người ta đồn với người ngoài hành tinh thế này thế khác, bữa nào mới thấy. Tôi là EH18.
tôi cùng với EH19 được phân công nhiệm vụ xuống trái đất, rồi tìm kiếm xem là có hành tinh nào còn sự sống như hành tinh của chúng tôi hay không. Rồi xuống trái đất á, tụi tôi chia nhau ra đi tìm hiểu. Rồi rồi sao? Từ từ thôi, kể rồi, hết rồi. Rồi hẹn nhau ngày 13 quay lại cái điểm xuống. Nhưng mà tôi bị sự cố nên tôi không quay lại được ngày 13. Rồi tôi bị mắc kẹt ở đây luôn á. Ủa? Vậy có cái anh rớt cái bịch xuống ngay giường nhà tôi vậy đó hả? Ờ. Lúc đó đó, tôi đi lang thang, cái tôi gặp một cái ông già ông ngồi bên đường. Cái ông cho tôi uống một cái loại nước gì á, nó thần kỳ lắm. Cái tôi lúc đầu tôi uống tôi thấy nó đắng đắng nha. Cái một lát sau cái thấy nó ngon lắm, càng uống mình càng thấy ghiền. Rồi uống một hồi cái tôi ngủ luôn. Tôi không biết gì hết. Xong rồi bị trễ hẹn. Lúc đó tôi quay lại điểm mà tàu xuống á, thì lúc đó là tàu mẹ đi mất tiêu rồi. Cái á, tôi thấy gốc cây á có dòng chữ IH18 để lại cho tôi á, là IH18 nói là 2 tuần nữa sẽ có tàu mẹ đi ngang trái đất lúc 7 giờ tối. Bây giờ là tôi phải ở lại đây 2 tuần rồi đi vòng vòng thì không biết thì sao đến đây luôn. Kể cho tao nghe giống uống rượu say quá vậy. Nó không? Nước thần kỳ nè. Nước thần kỳ á. Trời. Thần kỳ ông nội tao. Nước bơ hẩm tôi uống nè. Rượu đế đó. Trời. Rượu là sao? Cái này nè, dùng đế là uống nhấp mồi thôi, còn mà uống nhiều quá là xỉn quất cần câu luôn. Xỉn quất cần câu là sao anh? Là xỉn là không biết được về đó, ngủ quên đó, rồi tàu mẹ nó bỏ lại luôn á. Thì cái này nguy hiểm lắm, uống vô là xỉn là ngủ quên nữa. Thôi bỏ dẹp đi anh, nguy hiểm. Rồi giờ từ đây tới đó còn 2 tuần lễ nữa, ông ở đây ông định làm gì? Không biết. Ở đây chơi đi, rồi 2 tuần nữa tao ghé rước, tao gửi 2 này đi luôn. Ủa chi tiết đi qua bển coi cái gì đó, cái hành tinh xéo sọ đó, đi bển coi nó khác hơn xẻo lá mình không. Dạ, con đi rồi về kể tiếp nghe nha. Được không? Cho 2 đứa có gian được không? Dạ, được. Vậy là mày cũng có uy tín à. Ủa anh, mà nãy giờ chưa biết tên anh. Anh tên gì vậy? Tên gì anh? IH18. Là gì? Tôi nói nghe nè. Ở dưới trái đất này nè, không có ai mà đặt tên cái kiểu vậy á. Mấy tên mà chỉ hát hát là thường mấy tên bị bệnh không à. Có F18. Ủa có luôn hả Tiết? Là máy bay phi cơ của Mỹ. Thôi giờ nói nghe nè, tôi sẽ đặt một cái tên hợp thích hợp với cái hành tinh của chúng tôi ha. Cái tên của anh là EH18, cũng liên quan tới chữ H phải không? Coi nhìn anh ăn khỏe nè, người vạm vỡ nè, cái mặt cũng rất là men. Thôi đặt tên Hùng đi ha. Hùng cũng hay á. Tên Hùng được không Tiết? Hùng ai từng nó cũng đi về xéo xỏ rồi. Thì vậy là mọi người không ghét tôi hả? Ghét cái gì? Thương không hết ghét gì? Gặp người hoạn nạn giúp đỡ chứ ghét gì? Nhà tôi thương người lắm. Ở đây đi thoải mái đó. Dạ, cảm ơn mọi người. Mọi người cho tôi ở đây rồi, có gì làm sai tôi đi, tôi khỏe lắm, tôi làm hết luôn cho. Rồi, để tôi sai. Tôi làm được. Chúng hồi ra thử thì biết liền rồi. Được. Tôi ăn xong tô cơm này, tôi làm cho. Để nhỏ ăn đi, ăn xong đi, rồi nó làm. Ăn đi. Người hoàn tâm thiệt hả? Đâu bây giờ hít ít nữa. Cái gì? Ôi, một tay luôn. Trời ơi. Wow.
Trời đất ơi, người gì mạnh dữ vậy trời? Xách một cái vỏ nặng rồi buông xuống hít đó, hít một tay luôn, hít. Rồi đây mình. Biết bao lâu rồi tía con mình mới được bữa cà phê thảnh thơi ha. Nói dài là vợ anh Hùng hết á tía. Trời ơi có ổng nha, ổng làm hết mọi chuyện nhanh và gọn lẹ nữa. Công nhân đó nó mạnh thiệt chứ. Dạ tía, tía ông ấy chung hồi mua ly cà phê về thưởng ổng đi, cho ổng biết cái hương vị cà phê ở trái đất mình. Mua cà phê cho nó uống chứ. Dạ. Nhưng mà anh Hùng ở ít quá tía, ở được có 2 tuần rồi, nhanh quá tía. Ủa 2 tuần? 2 tuần thì bữa nay gần hết rồi, vậy còn có bữa nay với ngày mai nữa là nó đi về rồi. Lẹ dữ hả tía? Ừ thì bữa nó nói 2 tuần, bữa nay là 13 ngày rồi, ngày mai là 14 nè, là tao mẹ xuống rước nó rồi. Ủa hai bên chuẩn bị đồ đạc chưa? Ủa làm gì tía? Ủa bữa tao nói với nó là cho hai đứa có gian đi qua cái hành tinh xéo sọ của nó chơi mà du lịch mà. Ủa tưởng đâu bữa đó tía nó chơi e dè. Yeah, thiệt hả tía? Tao nói thiệt chứ, bữa mà dễ đi qua mà nó làm sao. Trời. Thôi đi tía ơi, ý con á là nói này nè, con muốn anh Hùng ở lại chơi với nhà mình thêm vài bữa nó được mà tía. Trời đất ơi, ở đây chơi sao được, ta đã hẹn đúng ngày đúng giờ, tao mẹ ta xuống ta rước. Tao ta xuống rước mà tôi bay lẩm như xe đò xe lửa vậy á. Đi giờ nào đi hay sao được. Ta xuống là ta rước đi chứ đâu phải mà cách mình đó là 10 năm ánh sáng đó. Trụ cách tới 10 năm ánh sáng, tía kêu con đi. Rồi bận đi bận về của con hết 20 năm rồi. Lúc đó con về tía còn ở đây không? Còn. Tao sống tới 40 năm nữa mà. Hai bây giờ là tao còn sống thêm 20 nữa. Giờ không biết làm sao giờ, anh Hùng đi chắc buồn chết luôn á tía. Buồn cái gì? Cũng lẽ tao ở đây như hoài với mày hả? Trời ơi. Thì vậy thì cuốn gói đi tao nói luôn đi. Bỏ mụn thúng bưng theo về hành tinh xếp sọ ở đi. Ủa nó hành động rồi. Điện thoại cái sao mà dính vậy trời. Thế chứ. Trời đất ơi con, trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, cái clip mình là cái clip độc á. Bây giờ cái clip này mà mấy ông nhà báo mà biết là ông đang gầm rộ luôn á ta. Mình bán cho nhà báo được không ta? Bán kiếm tiền những bút. Không biết nhà báo nào đông mà được. Nhớ rồi, mà hôm qua hai nhái nó nói không biết gì cái hỏi ông Google. Hỏi Google. Rồi. Rồi soạn báo, bấm báo. Một dọc luôn. Rồi soạn báo lá cải xanh. Được thử coi. Số điện thoại. Alo, phải tòa soạn báo lá cải xanh không? Tôi ở miền Tây, Tây Quốc luôn. Tôi ở Sẹo Lá, Cà Mau. Tôi có cái tin này hot lắm. Tôi muốn bán cho nhà báo. Muốn nói gì thì ngày mai gặp tôi đi. Tôi hẹn ngày mai gặp tôi đi, tôi cho coi clip. Nghe mà nói trước nghe, lấy clip này rồi là phải trả tiền cái gì này. Nhận bút đó cho tôi nghe. Nha. Sao? Trời đất ơi, clip này clip độc. Clip này là clip người ngoài hành tinh.
bảo đảm hết luôn. Nè, nếu không chịu là tôi bán cho báo khác nha. Nha. Mai gặp đi, mai gặp đi. Trời ơi trời, chiến này có tiền rồi. Có tiền sắp đồ cho cháu ngoại, con hay nhái rồi. Vậy thôi. Trời đất ơi, sao mà lâu như vậy? Tôi đang đứng ở đây trong cái đường làng nè. Ở ngoài đầu đường làng có cái cổng đình đó. Dưới cổng đình đi thẳng vô. Tôi đội cái nón màu đen, áo tộc caro, cái quạt màu xanh dương. Quan trọng có đôi dép đó, đôi dép màu xanh đọt chuối. Cứ đi thẳng vô trong đây, tôi đang đứng đây nè. Tôi đợi nè, ngay bụi tre nè. Lâu. Ô, chào chú. Ủa, sao bây giờ mà hai cậu mới tới? Thì chú có phải bắt xe đến đây chứ. Với lại chúng con phải đi đưa tin khắp nơi nữa, đâu có rảnh như chú đâu mà. Đâu đâu, các clip của Hoàng Tân Quang đâu? Đây nè. Nè đó, hai cậu coi đi. Ghê không? Thì mạnh ghê không? Nhưng mà chú có chắc đây không phải clip giàn dựng không? Trời đất ơi, sao chắc? Clip bị tôi quay, đích thân tôi quay nè. Sao mà dừng được? Ông đừng lừa tôi nghe. Lừa gạt cái gì? Ở đây là tôi nói có ngón, có sách mách, có chứng được đàng hoàng mà lừa gạt cái gì? Cái này chính tay tôi quay. Bây giờ mấy cậu không tin thì thôi. Chứ còn cái đây là lừa clip, hỏi mấy tôi đi. Thì chúng con đã đến đây rồi thì chú dắt chúng con đi xem đi. Tự nhiên cái biểu hiện tôi dẫn đi gì? Phải có gì trao đổi chứ không tôi quay mà, đúng không? Mà ông có chắc đây là clip thiệt không? Clip thiệt. Mà con nghe nói dân ở đây rất là chân thật. Mà hình như không phải. Ủa, chân thật là không biết trả tiền hả? Ủa, tôi không biết trả tiền hả? Tôi phải cần trả tiền chứ. Tôi có cháu mà, tôi phải lo cho cháu tôi chứ, đúng không? Giờ không chịu phải không? Không chịu á, tôi đi. Ơi, chú ơi. Bây giờ tụi con tới đây rồi. Không thì chú nhận cái này cho con vui. Lần sau có nhận đưa thêm. Nhận như đây thôi hả? Nhưng mà tôi nói nè, tôi lấy là lấy cái phần đầu thôi nha. Mai mốt mà đăng lên mà có tiền á, đưa thêm tôi à. Nha. Dạ. Rồi đi theo tôi nè. Anh từ đâu đến cho tim em xuyến sao từng ngày. Anh từ đâu. Tấm Đăng. Dạ chú Tư. Ủa còn mấy người là ai mà chú Tư dắt qua đây làm chi vậy? Cái chuyện đâu chuyện của chú. Nhưng mà tía má con không có ở nhà, đi công chuyện hết rồi chú Tư. Tao biết rồi, tao không kiếm tía má mày. Không lẽ chú Tư kiếm con? Tao kiếm mày làm chi? Tao kiếm người này nè. Dạ người nào chú Tư? Kiếm người này nè. Đó, người ngoài hành tinh trong nhà mày, thấy không? Tao dẫn phóng viên tao tới, tao lấy thông tin kìa. Dạ người này là ai mà lạ quá cái chú Tư, họ không có trong nhà của con. Thôi, cậu đừng có giấu nữa, đưa ra đi. Đúng rồi, ra đây đi. Không có mà, con nói thiệt á. Có rõ ràng, tao có hình ảnh đây, mày nói gì vậy? Mày đưa ra đi chứ tao dẫn phóng viên tao tới, tao lấy tin tức rồi đó. Con đã nói là không có, hỏi tôi đưa về giùm con đi, không có. Tạm. Anh Bảy. Cái gì sập vậy? Chú Tư mới tới. Bảy cò nè. Mày cái người ngoài hành tinh trong nhà mày nè. Bây giờ mày đưa đi, mày tao vẫn muốn gì tao tới là thấy thông tin kìa. Đưa ra đi cho trong nhà mày, tao quay clip đi nè. Đó, thấy không? Tao nói rõ ràng mà. Nhà con làm gì có người này? Đây, mày coi có clip ở đây là người ngoài hành tinh rõ ràng đi. Không có. Thôi chú Tư về giùm con đi. Chứ không hôn la âm sầm là tí là chết luôn á. Dạ đúng rồi, rồi thôi mấy anh về giùm em cái đi. Về đi chú. Đi về đi. Có mà. Con nói là chú xâm nhập gia cư bất hợp pháp à. Cái gì? Về đi. Cái gì vậy? Về đi tí em la giờ đó. An toàn rồi. Anh làm gì anh thở dữ vậy? Mệt quá. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã cho tôi ở nhờ, cho tôi ăn ngon nha. Có sao đâu. Trời ơi, ông ở nhà tôi á, gia đình tôi thấy vui hơn á. Bây giờ ông đi buồn lắm luôn á. Tôi cũng nhớ mọi người nhiều lắm. Tôi sẽ không quên mọi người đâu. Tôi đặt mọi người ở đây nè. Sao biết cái vụ này nữa vậy?
Bữa rảnh rảnh ở nhà tôi xem TV á, tôi bắt chước người ta. Tôi biết là người trái đất á, là thương ai á, người ta để ở trong trái tim. Tàu mẹ sắp đến rồi đó, có gió kìa, thấy không? Cho gió bay lại. Anh giữ gìn sức khỏe nha. Cho gửi lời thăm bà con ở xéo xẹo, xéo sọ. Hey, đây nè. Hey. Anh Hùng ơi. Anh đi thiệt á anh Hùng. Anh Hùng đi rồi á, em buồn lắm á, không ai nói chuyện với em, không ai làm việc nhà hết á. Tới rồi. Đến giờ tôi phải đi rồi, tàu mẹ sắp đến rồi. Đi mẹ khỏe. Tôi nhớ mọi người nhiều lắm. Ở đây nè. Ủa, mấy anh chào ai vậy? Ủa, thì anh chào ai vậy? Tàu mẹ đón tôi. Thì tôi cũng chào tàu mẹ á. Mà bây giờ mấy anh núp đi chứ để tàu mẹ xuống á là nó hút hai người về hành tinh xéo sọ luôn á. Kiếm chỗ. Gì có chỗ núp đâu có chỗ núp. Tàu mẹ đến rồi kìa. Tôi nè. Thôi mấy anh đứng yên đi, đừng có chạy lung tung. Nó không hút về xéo sọ mà nó hút về xéo xẹo đó. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chú Thiếm nha. Anh đi đi, anh đứng đây ngồi hoài tôi khóc bây giờ á. Tôi đi á. Mấy bài H19 nha. Ủa mày quen ông 19 hả? Không nhớ đâu, không nhớ mười mấy nữa mà. Bye bye anh Hùng nha. Bye bye anh Hùng. Hôm nay, sau hơn 14 ngày, gia đình đã đưa được chàng trai thần kinh không ổn định nhưng lại có thể lực tốt bằng 2-3 người bình thường về nhà. Anh ta đã kể về việc mình đã sống trên thiên đường trong 2 tuần mất tích vừa rồi. Anh ấy nói rằng mình đã gặp những thiên thần đã yêu thương và giúp đỡ anh ta hết mình. Gia đình xác nhận tinh thần anh ta hiện đã trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Trời đất ơi, té răng này nó bị khùng tấn ơi. Còn hết hồn luôn á tía. Nghĩa thật ơi. Dạ con nghe nè tía. Dạ con khỏe. Tía ở nhà nhớ ăn uống điều độ nha. Dạ. Nói chuyện tía sau nha. Dạ rồi. Dạ con nghe bác hai. Sao rồi, lên trên đó sắp xếp cho ăn cho ở sao vậy? Dạ trước mắt thì cũng khó khăn nhưng mà giờ cũng ổn rồi bác hai. À mà hôm bữa bác hai có gửi quà cho Sáu Nhú á. Con có đem quà Sáu Nhú rồi. Sáu Nhú mừng quá trời quá đất luôn. Mà bữa giờ con bận lu bu công chuyện này nọ cái quên gọi cho bác hai biết chừng luôn. Ủa bộ lên trên học nhiều lắm sao bận dữ vậy? Dạ thực ra thì con học một buổi, buổi còn lại con đi làm tranh thủ để xoay sở đóng tiền học phí mà. Xin được việc làm luôn rồi đó hả? Dạ con làm bên chỗ tập đoàn nước ngoài á. Trời đất ơi, thì xin làm được tập đoàn nước ngoài luôn hả? Ủa mà tao nhớ mày đâu có biết tiếng Tây tiếng Mỹ gì đâu mà mày làm công ty nước ngoài mày. Dạ làm cái này không có cần tiếng nước ngoài nhiều bác hai. Trời đất ơi, làm công ty nước ngoài thì mày mới biết ngoại ngữ chứ mày làm như tao không biết gì mà vậy. Thực ra công việc này của con là con đang chạy xe ôm công nghệ. Có nghĩa là hễ mà khách hàng muốn đi đâu là chỉ cần đặt qua ứng dụng cái con đến nơi con đón. Cái công việc này nó cũng khỏe lắm. Chỉ cần có xe máy nè, có giấy tờ đầy đủ là mình chạy được rồi. Mày nói gì vừa đó, chạy xe đó ôm, nó chạy xe đó ôm đi. Tao muốn tiếng nước ngoài, tao lao không à. Dạ thì cái này là nó của cái công ty nước ngoài người ta đầu tư vô á. Vậy hả? Dạ. Vậy là chạy xem đó ôm phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Thôi, có việc làm đàng hoàng gì cũng ngon rồi. Tao thấy mày lanh lẹ vậy tao cũng bận giùm mày à.
Bác hai ơi, chờ con xíu. Bác hai, thôi để bữa nào con rảnh con gọi lại nói chuyện nha bác hai nha. Tại giờ con có công chuyện phải đi rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, rồi học hành cho tới nơi tới chốn. Đừng để tía mày với ai kia nên tao thất vọng à. Dạ. Trời ơi là trời, cái thằng này nói chuyện sao mà cái điện thoại tụi nó nóng hổi. Bởi vì người ta đặt tên ba dai phải. Có khách. Alo. Dạ, chị chờ em xíu em tới liền. Dạ. Trời ơi, đường xá gì đâu mà tùm lum vậy nè trời. Dạ, em nghe nè chị. Chừng nào cậu mới tới vậy? Tôi chờ cậu nãy giờ là lâu lắm rồi đó nha. Dạ, chị thông cảm, em xin lỗi tại đường xá ở đây lạ quá à. Cái địa chỉ chị đưa em kiếm nãy giờ mấy chục con hẻm mà kiếm không ra, chạy lòng vòng hết à. Có bản đồ chị không coi, thôi khỏi tới luôn đi, tôi có chuyện gấp, tôi hủy chuyến à. Ê, chị khoan, em còn tới chị ơi. Trời ơi. Chán thiệt chứ. Tới giờ đi học nghề nữa luôn rồi. Sao ôm công nghệ là dễ, ngồi yên một chỗ dịch ga thôi, ai ngờ đâu mệt dữ thật. Cái gì mà nhiều dữ vậy? Em biết anh thích ăn khô gà. Ở nhà có con gà mái, em mừng làm thịt, làm khô cho anh ăn đó. Vậy hả? Ừ. Anh cảm ơn nha. Ừ, thơm quá. Có nhiều đó mà cảm ơn cái gì. Thực ra thì anh còn thích ăn khô tép, khô bò, khô vịt nữa. Vậy hả? Vậy mai mốt á, em làm khô bò gửi lên Sài Gòn cho anh ăn nha. Ồ, thiệt vậy luôn hả? Ừ. Ôi, anh nói giỡn á. Vậy anh tưởng em nói thiệt chắc. Em có làm cho anh ít khô bò, anh để dành ăn từ từ nha. Em đang nuôi thêm bầy gà, khi nào anh ăn hết, em sẽ làm khô gà cho anh ăn đỡ ngán. Anh ráng học được cái nghề, rồi về với em nha. Em chờ.
vì tương lai của hai đứa mình. Khổ mấy anh cũng phải ráng chịu được, nhất định sẽ chịu được. Anh ơi, anh chạy xe ôm hả? Dạ chị. À, chị đi đâu để em chở? Em ra bến xe miền Tây. Dạ, vậy mời chị lên xe. À, nhưng mà bao nhiêu anh? À, từ đây ra đó em lấy chị 30. Rẻ vậy hả? Dạ. Hồi giờ em đi ông kia, ông lấy em 50 ngàn không à? Tại em lấy giá xe ôm công nghệ mà. Ủa, anh chạy xe ôm công nghệ hả? Dạ. Sao mặc đồ vậy? Dạ, tại em mới vô làm thử có 1 tuần đầu tiên à. Sau này mà ổn định thì người ta mới phát đồ cho em mặc. À, dạ. Ủa chú hai. À, uống cà phê mày. Sao chú uống cà phê sớm vậy? Mày cũng sớm vậy? Tao mới tới kêu ly cà phê mày xuất hiện liền nè. Thức sớm đi mà kiếm khách á, canh mấy thím với mấy mợ mà đi chợ, mình chạy tới mình chở người ta đi kiếm chút tiền. Sáng giờ đừng mấy cuốc rồi. Chưa có cuốc nào chứ. Phải đâu mưa. Thì sao? Mưa mấy bả giờ này mấy bả chưa ló đầu ra được đâu. Ví dụ lát chú hai uống cà phê xong á, cái chú hai kêu tèo chở xe về nhà chú hai chắc cũng được cuốc xe mở hàng. Nằm mơ đi con. Trời chú hai, con chưa mở hàng chú không thì thôi, sao chú nói lời cay đắng tội nghiệp của chú hai. Để chơi mày chơi vui vậy thôi. Chút chở tao lên huyện mua ba cái phân gì dễ ba cái lúa cho nó rồi. Ủa bảy cò đâu, không đi chú đi chi cho cực. Cái nào tao làm được tao làm phụ nó. Vậy hả? À? Ê vậy thôi chú hai uống hết ly cà phê lẹ lẹ đi, chú cháu mình đi. Từ mãi gấp gì, còn sống lâu mà. Trời đang mưa đó, để dứt mưa đi. Không ngờ hôm nay hên thiệt. Mới sáng ra đã có xe đầu tiên rồi. Chắc là nhờ mày á. Mày biết lời của mày. Dạ luật gì anh? Cái bến này là của tao. Tao cho mày đậu đây á là phước lắm rồi. Mà mày giành khách của tao luôn là sao? Dạ em đâu có giành khách gì của anh đâu. Chứ cái bà khách hồi nãy gì sao? Ủa chị nãy khách của anh hả? Mày phải biết một điều là bây giờ là khách mà đặt online hoặc là gọi điện thoại là khách của mày. Còn khách vãng lai ở đây á là mày phải đưa qua cho tao chứ. Dạ em xin lỗi anh thông cảm. Tại em mới chạy em không biết. Với lại em cũng thấy là chị đó tới hỏi em chứ. Tao cảnh cáo mày lần này nha. Lần sau thì đừng có trách tao nha. Dạ. Ủa tao nghe nói ông bà Dê nó lên Sài Gòn nó chạy xe ôm công nghệ gì đó. Thì nó cũng có tiền lắm, mày lên chạy với nó tao. Thôi chú ơi, bữa hổm tôi có lên Sài Gòn lần rồi. Hả? Ừ. Mà không có gành đường xá gì, thấy không im. Thôi, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn chú ơi. Đúng rồi, mày nói nghe cũng phải. Bởi vì mày với này mày chạy quen rồi. Có mối lái đồ này kia dễ mà lên Sài Gòn không biết gì thấy gì nó cũng khó lắm. Dạ, đúng rồi. Với lại cũng đang học sửa xe ở đây nè. Cho nên ở đây luôn. Chứ con dễ mềm lòng lắm. Đi xa cái nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ mấy khách hàng thân thương như chú hai gì nè. Thôi tao lại mày đừng có định. Mày mà nhớ tao, mày nhớ gái thì có. Con nói thiệt mà. Nói gì chứ ba giai nó cũng xót xa lắm mày ơi. Nó lên trên đó nó học hành rồi nó phải còn phải chạy xe nữa. Mà tại vì nó ráng thôi, nó học có cái nghề đặng nó về nó cưới con Mai. Thằng này nó muốn vợ dữ lắm rồi, tao biết mà. Công nhận tình yêu nó mãnh liệt quá hả chú hai? Mãnh liệt lắm mày ơi.
Bởi biết chừng nào con được nếm trải cái sự bánh liệt của tình yêu ta. Anh nghe nè. Anh đang làm gì đó? Anh mới đi làm về. Giờ chuẩn bị ăn cơm nè. Anh lại ăn cơm trễ nữa phải không? Tại anh học xong á, tranh thủ chạy thêm vài cuốc xe để kiếm thêm tiền mà. Nên về hơi trễ. Ở trên đó cực lắm hả anh? Không có đâu. Trên này sung sướng lắm. Thiệt không đó? Thiệt mà. Trên này á dễ kiếm tiền lắm nha. Làm gì thì làm, nhưng cũng làm vừa thôi. Giữ gìn sức khỏe nha anh. Anh biết rồi. Mà hôm nay anh ăn cơm với gì vậy? Anh ăn cơm với tôm riêm nè, cải xào nè, gà kho nè, có cả canh khổ qua nhiều thịt nữa. Trời, ngon dữ. Ở trên đó đi làm cực mà ăn sướng dữ ha. Thôi, em gọi hỏi thăm anh vậy thôi. Thấy anh vậy em cũng mừng. Thôi anh ăn đi. Em yên tâm đi, đừng lo cho anh. Em ở dưới á, nhớ là giữ gìn sức khỏe nha. Tôm riêm nè. Cải xào nè. Canh khổ qua nhồi thịt nè. Alo, chị ơi, em giao cơm tới nè, chị xuống nhận giùm em với. Anh ơi, em chỉ đặt ly vui thôi hà. Thôi, trưa nắng rồi chị đừng có giỡn nữa. Xuống lấy cơm giùm em đi. Em còn đi chỗ khác nữa. Em nói thiệt đó, em buồn quá không có chuyện gì làm. Cái em đặt vậy thôi chứ anh tự mang về ăn đi nha. Chị ơi, không được đâu. Chị xuống chị nhận cơm giùm em đi chị. Tới 3 hộp lận á. Alo, chị. Ác nhân vậy trời. Mà hết chuyện giỡn sao mà đi bơm hàng người ta rồi chứ. Một hộp ăn còn không hết nữa, uống gì tới 3 hộp. Sao vậy? Sao lắc hoài vậy? Bữa mà hay lắm mà. Bữa giờ mày mà được mấy cuốc xe ngon. Sao sáng giờ ế nhễ vậy? Em trai. Dạ. Có chạy xe ôm không? Dạ có anh. Anh đi đâu để em chở?
À thôi, anh qua kia cho anh kia chở đi. Ủa sao vậy? Dạ tại bữa nay em nghỉ chạy. Chạy xe ôm mà cũng dùm mặt nữa hả? Ơi em trai, về đâu em trai? À, anh chở em về Bình Hưng Bình Chánh. Ừ, đó hơi xa đó, cho 50 nha. Cũng được. Sắp tới chưa em trai? Mẹ qua bên đó. À có gì từ từ nói em ơi. Có gì từ từ. Đừng làm hẩu em ơi. Có gì từ từ nói em ơi. Đừng manh động. Thôi hết tiền ở đây. Có gì từ từ. Đừng làm hẩu nha. Lẹ lên. Vậy nha, đừng có xen vô chuyện của tao. Nè, tôi cảnh báo trước là tôi có vỏ đó nha. Có vỏ hả? Tao có dao nè. Nói cho mày biết, mày xen vô chuyện của tao, tôi cho mày trộn trời á. Vậy ngon, nhau vô. Không sao chứ? Không sao chứ hả? Sao tốt rồi. Anh Tuấn, anh tới lâu chưa? Anh cũng mới tới à? Dạ. À, mà anh thấy xong người sao rồi? Khỏe hơn chưa? Hôm trước thì cũng ê ẩm, mà nay uống mấy liều thuốc cũng đỡ nhiều rồi. Dạ. À, anh qua đây thì cũng có chút quà gửi biếu chú, gọi là cảm ơn. Thôi, được rồi. Quà cáp gì anh thấy trong người khỏe là tốt rồi. Đây chút quà quê thì có đáng là bao, chú nhận giùm cho anh vui. Hôm trước mà không nhờ chú thì coi như là anh tiêu à. Trời ơi, chuyện bữa nhỏ xíu anh nhắc đi nhắc lại hoài làm cái gì. Với lại em nghĩ là anh em mình cùng là cảnh ngộ tha hương với nhau, thì em nghĩ là nên bảo vệ nhau là đúng mà. Chú cầm giùm anh đi. Chú nói vậy thì làm cho anh ngại thêm nữa. Nhớ là lúc trước là anh cứ đối xử với chú. Thôi được rồi, anh em mình chuyện cũ bỏ qua đi ha. Chú nhận giùm cho anh vui. Ờ mà nè. Dạ. Hôm đó mà sao chú biết thằng đó nó muốn cướp anh mà chú dí theo chú giúp anh vậy? Thực ra thì chuyện hôm bữa cũng là hên á. Anh nhớ cái lần thằng cướp nó rớt cái nón màu hiểm không? Đó. May là nhờ chú á, lanh trí. Ở dưới quê á, tí em cứ la em là cái tật thải lai hoài à. À, mà thôi bây giờ mời anh vô nhà em chơi, chứ đứng đây nãy giờ hoài. Ờ thôi cũng trễ rồi, anh em mình nói chuyện vài câu rồi anh cũng về. Dạ.
Trời, thời buổi này mà kiếm được mấy người như chú, người ta cứ sợ mà rước nợ vô người, người ta né hết à. Anh cứ nói quá, thì cũng tùy người à, có người này người kia, mình đâu thể nào quy chụp hết được. Mà nè, em thấy á, bây giờ có rất là nhiều người chạy xe ôm công nghệ, sao anh không thử bắt chước họ đi? Hễ mà có khách á, là người ta tự tìm mình, chứ đâu nhất thiết là mình phải đứng im chỗ rồi chờ người ta cả ngày như vậy. Thì anh cũng biết vậy. Dạ. Nhưng mà nói về ba cái vụ mà công nghệ này kia là anh mù trớt luôn á. Ơi, cái đó dễ ẹc à. Để em chỉ cho, anh em mình chạy xe ôm cũng vì hoàn cảnh khó khăn, đúng không? Cũng tha hương với nhau, mình nên giúp đỡ nhau, đúng không? Chú nói thì anh cũng biết vậy. Ai cũng vì chén cơm manh áo thôi mà. Nhưng mà lúc trước không biết thôi, chứ giờ biết rồi, cái này trăm sự anh nhờ chú á. À, vậy thì kể từ ngày hôm nay, xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ thiết lập hòa bình. Ok. Con mua sỉ một quầy 120, thím đếm tiền đi, rồi con ra ngoài con đốn. Dạ, đủ rồi chú, cảm ơn chú nha. Dạ, chuối năm nay trúng mùa, trái nào trái nấy no nóc. Chuối tươi mà. Dạ, nhìn thấy ham ai cũng muốn hết trơn. Dạ. Vài bữa nữa, con lên trên siêu thị của huyện đó, con bắt mối, sẽ bán sỉ nhiều hơn. Ừ, phải rồi. Có gì, thím nhớ chừa cho con nha. Nhớ chứ, phải chừa chú á, ưu dạ. Tiên. Dạ dạ, con cảm ơn. Thôi dạ. Con về. Dạ dạ, về. Chuối mùa này đẹp quá à con. Chắc là trúng mùa đó. Dạ, vui ghê á má. Má má, kỳ này á mà bán được chuối á, má không mình đỡ cực ha. Ờ à, dạ. Trời ơi, trái nào trái nấy hân hấn đẹp quá không con. Đó, coi đã không? Rồi, giờ anh chắc giá với tôi làm sao? 200.000 buồn. Trời đất ơi, mới từng rồi á nói tôi có 120 buồn thôi, mà nay lên 200 hả? Trời ơi, mừng dữ vậy. Không phải. Chứ sao? 2.000 một nãy. 2.000 một nãy. 2.000. Trời ơi, ông nghĩ làm sao vậy? Hả? Cái buồn chuối người ta ngon như vậy đó, bây giờ giá trên thị trường á là người ta bán hơn 10.000 nãy, anh lấy tôi 2.000 nãy sao tôi bán được? Trời ơi, tại giá thị trường nó xuống quá. Với ở chỗ này là quen biết, mua bán lâu năm, hơn nữa là chuối sạch nên tôi mới mua giá đó, chứ gặp như chỗ khác hả, cho tôi còn không lấy nữa đó. Thôi, nói chung là giá như vậy tôi không có chịu bán đâu. Ờ, không bán thì để cho heo cho bò ăn đi. Bây giờ á, cho heo cho bò ăn cũng được nữa, chứ mà ép giá người ta như vậy làm sao người ta bán hả? Không ép giá à nghe, thuận mua vừa bán là mình chơi. Giá thị trường là 3.000, tôi mua 2.000 là chưa kể tiền công cán xe cổ nữa. Biết là vậy, nhưng mà bây giờ là mua quá là rẻ rồi, tôi bán là tôi lỗ chết, thà tôi để tôi ăn còn hơn nữa. Tôi nói gọi nghe, bây giờ tôi mua không chịu bán, vài bữa nữa ha đổ đống đó, không ai lấy, không có kêu tôi đó nghe. Trời ơi là trời, cái nghiệp nhà nông gì đâu mà khổ dữ không biết nữa. Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới ra sản phẩm, mà bây giờ thu mua người ta còn ép lên ép xuống nữa. Trời ơi. Ba mươi mấy tuổi rồi, lần đầu tiên ăn trái chuối mà nó đắng dữ như vậy. Ủa, chú Hai mới qua chơi chú Hai? Trời Phật ơi. Ngồi chú Hai. Chú Hai ăn uống gì chưa? Lấy trái chuối ăn chơi. Một mình bay ăn mà một đống vỏ gì đó hả? Trời ơi, đắng quá, đắng rồi. Ủa bây nói sao? Chuối tao cắn vô cái thông phức ngọt liệm mà muốn bệnh hay gì rồi đó. Ủa miệng đắng ăn vô nó chuối đắng. Chuối gì mà đắng? Phải không à? Không, nó đắng dữ lắm chú Hai. Chậm ơi, cay quá chậm ơi. Trời Phật ơi, con thì ăn thấy đắng,
Mẹ ăn á thấy cay, tôi ăn thì nó ngọt liệm. Ủa sao kỳ vậy? Tôi hỏi chú hai nè, bao nhiêu tiền dành dụm cắt cụm năm nay á là con dồn hết vô cái vụ chuối này, mà giờ thu hoạch cuối cùng bán không có được cái gì hết trơn á. Hỏi chú hai coi sao mà không đắng, sao mà không cay được. Bán chuối không được rồi cả nhà tôi ăn chuối, trâu bò mẹ con gì ăn chuối hết vậy đó hả? Chẳng những vậy mà mèo, một cá, một chó của hàng xóm luôn á chú, cũng ăn chuối luôn. Ăn chuối luôn? Dạ. Trời đất ơi, ăn chuối vừa vừa chứ ăn chuối cái kiểu này đó, tôi nói nghe trong bụng mấy người sau này nó thành con giấm hết trơn đó. Ừ. Ta ăn ngày 2-3 trái thôi chứ ăn gì đâu mà ăn chuối trừ cơm hả? Chịu không nổi cũng phải chịu nổi nè chú hai, biết làm sao bây giờ. Tại sao mà bán không được kỳ vậy? Chuối xứ mình là nổi tiếng từ hồi xưa tới giờ. Kỳ vậy ta? Đó, giờ thím quyết định lẹ lẹ đi, để con còn đặt cọc, chứ không con đổi ý à. Cái coi mỗi cây chuối á thì giá chỉ có 30 ngàn, trong khi đó mỗi một buồng chuối á mà tôi thu hoạch được bán được 100 ngàn nữa. Chà, mất nhiều tiền của tôi quá. Mất gì đâu, bữa hổm á tôi mua 2 ngàn một nải, bây giờ tôi mua 30 ngàn một cây, vậy là 10 mấy ngàn một nải rồi. Chứ không hả, để ở ngoài bờ đó, ráng chịu rồi nha. À, vậy chú ra chú đếm gốc ha, rồi chú đặt cọc tôi trước phải không? Không, ngày mai á có người tới đếm cây rồi đặt cọc cho thím. Tới mai lận? Dạ. Trời. Còn bây giờ á, thím lấy cái chai này nè, tưới vô mấy cái gốc chuối giùm. Ủa? Anh Tám? Mới qua hả? Gì má? Của người Tám nó mới đưa má nè, con coi coi. Trời đất ơi, anh Tám, anh làm vậy là bậy rồi nha. Anh nghĩ làm sao, anh nghĩ làm sao mà anh kêu má con tôi tưới ba cái hóa chất này vô cây chuối? Trời, người ơi, ta ăn người ta bệnh chết à. À trời ơi, cái gì mà sùm vậy? Cái này á chỉ là thuốc tăng trưởng, có hóa chất gì đâu. Thôi đi, thuốc tăng trưởng hay hóa chất gì cũng y chang như nhau vậy đó. Ừ. Mà cái cây chuối người ta đang tươi tốt như vậy, mắc mớ gì hả? Mắc cái mớ gì mà tự nhiên tưới thuốc tăng trưởng vô làm chi? Khách hàng á, người ta muốn á trái chuối mình á phải tròn, phải bự, mình chiều ta đi. Khách hàng nào mà yêu cầu vậy? Trời đất ơi, cái người thành phố ta không có đòi hỏi gì đâu. Mà bây giờ họ đang là tẩy chay cái loại mà hóa chất á, kể cả cá mâm, kể cả cây trái này kia kia nọ, mà ta chỉ đòi hỏi là nó phải sạch, thật sạch thì người ta mới xài, biết chưa? Họ không những yêu cầu sạch mà phải đẹp, phải to. Họ là thượng đế mà, phải chiều họ chứ. Thượng đế cái gì mà thượng đế? Chiều rồi tưới ba cái này vô, rồi người ta người ăn vô người ta bệnh ung thư, có ngày người ta lên bàn thờ người ta ngồi đó. Bây giờ thứ gì mà không có thuốc? Nói vậy thì ai cũng bị ung thư hết trơn sao? Tôi nói cho chú nghe, cái người có tâm bây giờ người ta không bao giờ người ta trộn ba cái hóa chất này vô đó. Thôi mệt quá, bây giờ á thím có đồng ý làm không nè? Không. Nhà tôi á không bán được chuối thì thôi, chứ không bao giờ làm ba cái chuyện thất đức như vậy. Hen, má con tôi á là muốn làm người lương thiện, chứ không có muốn làm quỷ làm ma hen. Đúng rồi. À vậy thì để chuối đó ăn đi. Tôi nói nha, ăn đến chết cũng không hết chuối đó đó. Trời ơi, ăn chết hả? Mấy hôm nay nhà tôi ăn chuối có ai chết đâu. Ăn mà có ba cái chất độc này nè, thấy không? Mới là chết đó. Nè, tôi gành ông rồi he, tôi biết cái mánh ông rồi đó. Ông là ông cố tình ông ép giá bà con để cho bà con á bán chuối còn xanh ở trên cây vậy đó. Rồi ông xúi người ta phun ba cái hóa chất này vô để cho trái chuối á nó bự, nhìn nó ngon. Rồi ông bán ông lấy lời nhiều chứ gì. Ông đi đi. Đi đi. Cái đồ ác ôn, cái người gì không biết nữa hả? Về đó hả con? Chuối có bán được không con? Dạ. Không có được má ơi. Sao khổ ghê á, không hiểu sao chuối năm nay ngon tới như vậy luôn
mà không ai chịu mua hết trơn. Thiệt à, tốn công chăm sóc tới mùa gặt hái mà chuối của mình á, vừa đẹp vừa ngon nữa, bán rẻ còn hơn cho ai cũng sốt hết á. Giờ thương lái nó ép giá dữ quá má ơi. Với lại con nghe đồn là bây giờ người ta tẩy chay chuối rồi. Kỳ vậy? Người ta đồn á là chuối bị ngâm quá chắc, cho nên á là nó mới đẹp như vậy, nó mới bự như vậy. Người ta sợ, đâu có ai dám ăn nữa đâu. Nhưng mà chuối nhà mình trồng tại gia, đâu có ngâm, đâu có chích thuốc gì đâu mà sợ. Thì con cũng đâu biết gì đâu. Mấy đứa nhỏ nó bật cho con coi trên mạng, con thấy nè, không những chuối đâu nha má, sầu riêng nè, ổi nè, dưa hấu nè, qua trời quá đất. Ở đâu á ngâm thuốc chích thuốc gì không biết, chứ ở xẻo lá này nè, bà con mình đâu có làm vậy đâu con. Thì mình làm đàng hoàng á, chỉ có mình biết à, chứ mấy cái người mà người ta mua chuối người ta đâu có biết đâu má. Sao vậy con? Mẹ vô ủng hộ tôi đi nè. Ủa cô Hồng, Thằng bộ bán cà phê ế lắm hay sao chuyển qua bán chuối vậy? Bậy bạ mà, tao bán giùm cho con chậm, thấy nó bán không được tội nghiệp nó. Mày ủng hộ tao vài nãy đi. Thôi bộ cô quên qua con kể cô nghe rồi sao? Tía con á đem về bên nhà mấy nãy luôn kìa, là chỉ chậm cho đó, giờ con ăn nay muốn cành hông luôn à. Ủa mà sáng nay cô bán được không? Chả có bán được nãy nào hết trơn á, năn nỉ từng người ra mời mọc biết bao nhiêu người mà không ai thèm mua hết trơn hết trọi à. Bởi con nói cô Hồng nghe nè, nông dân của mình á trồng chuối mùa nào cũng trúng hết trơn á, rồi cái mấy người thương lái á lợi dụng thời cơ như vậy rồi ép giá xuống, rồi không chịu mua, rồi để đó dân ngồi khóc ròng khóc lên khóc xuống. Giờ con đi khắp xóm này nè, nhà ai cũng vất chuối đầy ra đó hết trơn kìa. Bởi vậy ta thấy tội nghiệp cho bà con nông dân mình ghê á. Dạ. Mà ruộng thì không đủ sống, vất vả quanh năm trồng hái thì phải đợi quyết định của thương lái mới bán được ha. Hỏi sao quá bất công, quá là kỳ cục. Trời ơi nghe giùm đi, trời không nghe luôn chứ. Ông nội này xài điện thoại làm chi không biết nữa, điện bao nhiêu cuộc không nghe. Ủa alo chú ơi chú. Alo giọng nhỏ. Alo, ủa Nhu hả Nhu? Ê chúc mừng nghe. Trời ơi em nghe nói nhà chị năm nay ở quê mình trúng mùa mà chị là trồng nhiều cái chuối nhất đúng không? Trời ơi, tại vì á vụ này nhà chị trúng nhiều chuối, chị mới gầu thúi ruột đây nè. Ủa gì kỳ vậy? Thì bị gì á, chuối trúng nhiều lắm mà bán không có được. Ủa sao lại không bán được? Đợi em chút. Ủa nhưng mà sao trúng mùa mà không bán được hả? Thì ba cái vụ gì mà người ta đồn mà chích thuốc để tăng trưởng cho chuối đồ đó, rồi chị bị thương lái ép giá nữa, chị tức quá chị đâu có chịu bán lỗ chết luôn à. Trời đất ơi, giờ chị tính sao? Bữa giờ á chuối người ta chín quá trời chín rồi, chị tiếc dữ lắm luôn á, phải cắt cho bò cho heo ăn vậy đó. Rồi bữa giờ á là cả gia đình tao á là ăn chuối trừ cơm luôn đó, cắt tới nổi he chuối làm sao hè này chắc cả đống vậy đó. Cha ơi cái gì mà uổng dữ vậy, mình phải có cái cách gì chứ. Em không có thể nào mà nghĩ cái tình trạng mà một con sâu nằm rầu nồi canh như vậy. Em nghĩ là người tiêu dùng họ cũng thông minh lắm, mình phải nghĩ ra một cái cách gì đó chứ. Trời đất ơi, bay nghĩ đi Nhú. Chị á, là chị là nông dân mà, chị chỉ biết trồng thôi, trồng ra á, rồi ai mua chị bán liền. Chứ giờ mày kêu tao nghĩ cách tao bán, sao tao biết nghĩ đây? À, mình bán hàng trực tiếp trên mạng, chị biết hình thức đó không? Gì, nói gì? Tức là bây giờ người ta bán bình thường, người ta bán mấy cái đồ quần áo này nọ, thì giờ mình bán trái cây, mình rao ở trên mạng online, ai mua thì mình gửi, mình ship tới nhà. À, thôi không được đâu. Tại vì chị thấy mấy đứa nhỏ nhỏ trong xóm xẻo lá của mình nè, nó chơi mấy cái gì kêu gì bút gì đó, rồi tôi thấy nó chỉ đăng hình nó lên, xong rồi hả nó nhắn tin nhắn này nhắn nọ cho nhau thôi, chứ đâu có ai bán chuối ở chợ đâu. Trời ơi chị ơi, thời buổi này mà ngại gì, có sao đâu. Nha,
Nhớ nha, bây giờ chị cứ làm theo lời em đi. Chặt cho em mấy buồng mà phải buồng hường hường, gửi lên cho em đi, em giải quyết cho. Em rủ thằng Ba Gia vô phụ luôn. Được không? Sao tao nghe bay nói tao thấy kỳ kỳ á. Trời mệt quá thì cứ gửi lên đi, ở trên đây tính cho. Cái sao sao cái gì không biết nữa. Thì giờ chị nói nhú nghe nè. Thí dụ như mà chị nhờ mấy đứa nhỏ đăng lên trên đó ha, mà người ta có thấy đi chăng nữa, người ta có chịu mua thì người ta mua chừng nãy hai nãy nhà người ta ăn chơi thôi. Còn chị á, bây giờ chuối nhà chị á một đống rồi kìa, làm sao mà chị bán kịp, người ta mua ít lắm. Trời ơi, chị ơi, chị lo xa quá à. Thì giờ người nào mà cần mua về để cho ăn á, thì người ta mua về ăn. Khi họ muốn lấy sỉ, họ bán lại cho người khác thì mình để lại giá khác cho họ. Bán cho mấy quán cơm, nhà hàng đi. Họ dùng làm đồ tráng miệng, như thấy không? Họ cũng mua cho mình số lượng nhiều, giải quyết được hết. Bỏ mối. Ê, Nhú. Cái vụ bỏ mối á, Nhú. Nhắc chị mới nhớ nha. Có khi nào á mà có người ta mà kiểu làm chuối ép, chuối sấy đồ đó ha. Cái người ta thấy chuối nhà chị người ta phái quá, người ta cho nguyên chiếc xe tải chạy xuống xóm xẻo lá của mình quất một nùi chuối lên trên Sài Gòn không mày? Ừ ơi, nên nghĩ tới cái đó thôi là vui trong bụng rồi ha. Trời ơi, cái đó là mình có quyền hy vọng cho biết đâu chúng vậy cái không những bán được cho nhà chị mà giúp cho những cái nhà khác ở trong xóm mình luôn á. Ủa, nãy giờ chị buồn rồi thúi ruột vậy đó. Mà bây giờ bay nói nghe cũng được á. Thôi bây giờ kệ đi, bay lớp trẻ, bay chỉ cái gì á chị thử, chị nghe theo thử coi ha. Bây giờ là chị đi vô vườn chuối, chị kiếm cho cưng một buồng nào mà ngon xuất sắc luôn, chị cắt rồi chị đem chị gửi lên cho cưng được không? Bây giờ chị cứ cắt cho em, mà nhớ là đi ra vườn cắt, không có cắt cái chuối mà chín rồi nha. Gửi lên đây nó hư hết, nó nát hết. Trái mà nó vừa bắt đầu chín tới, nó hường hường á, chị gửi lên hết đi cho em đi. Với lại chị biết không, thật ra người thành phố họ rất là kỹ tính trong việc ăn uống. Họ tìm cho mình những cái đồ ăn, thức uống và thậm chí là trái cây là phải sạch nè, không có bỏ hóa chất nè, không thuốc trừ sâu kiểu như vậy á. Cho nên là chuối xẻo lá ở trên đây cũng là một cái loại chuối mà được nhiều người săn tìm mà giá cao nữa kìa. Miễn là mình cái nguồn hàng của mình chất lượng là được rồi. Rồi rồi, cảm ơn mày nhiều nhé. Rồi, chị biết rồi. Ừa. Rồi rồi, ok chị. Trời ơi, trời đất ơi, chuối ơi chuối. Chuẩn bị nha, chuẩn bị đi xe đò lên Sài Gòn nha con. Trời đất ơi, tí thương quá. Alo. Sao, buôn bán được không? Ê, mà nhớ nha, tuyệt chiêu là mình phải luôn luôn mở miệng cười với mọi người luôn. Trời ơi, yên tâm đi, cười sáng giờ muốn sạc cái miệng luôn đây nè. Nè, mà suy nghĩ vậy là hay á. Chị nghĩ là mình vừa đi học nè, rồi rảnh rỗi mình buôn bán phụ giúp quê hương vậy là tốt nha. Rồi, biết rồi. Ê, thôi thôi, còn có 5 phút nữa chị vô họp rồi. Thôi vậy nha, bữa sau nói tiếp nha. Rồi rồi, bye bye. Ê, sao khoan, từ. Bà thiệt tình chưa nói xong nữa. Chị, mua ủng hộ giúp em nãy chuối chị. Chuối sạch không vậy anh? Bây giờ phun thuốc nhiều quá ăn sợ lắm. Trời ơi, chị yên tâm đi. Chuối này là chuối dưới vùng xẻo lá, dưới quê em. Chín, tao nói hả? Chín từ trên cây, chín xuống luôn, không hề có thuốc men gì hết. Chị cứ yên tâm. Thiệt không? Dạ thiệt. Nếu như mà chị không tin em á, chị cứ đi thẳng cuối con đường này, quẹo tay phải đến hẻm số 220, nửa lời gian dối chị kiếm thằng Ba Gia cạo đầu giúp em. Ủa, Ba Gia là ai vậy anh? Là em á. Ủa, anh là người xẻo lá hả? Dạ, em ở xẻo lá mới lên. Mà chuối ở dưới bán không được hay sao mà anh phải đem lên đây? Sao không bỏ mối cho thương lái cho đỡ cực? Nói nào ngay. Tại dạo gần đây á, thương lái ép giá dữ quá, cái bà con bán chuối không đặng. Thành ra em tranh thủ lên đây rồi bán chuối phụ giúp bà con. Chuối này nhìn cũng ngon quá ha. Thay anh cho em xin số điện thoại đi. Chị ơi, em bán chuối chứ không bán... Trời ơi, ba má em cũng là người ở xẻo lá đó. Ủa vậy hả? Đúng rồi, nhưng mà từ hồi sanh em ra, tía má em dọn lên đây. Ê cha, vậy tính ra là mình cũng có duyên rồi. Dạ má chị, bây giờ chị mua ủng hộ giúp em hai nải chuối đi. Em khuyến mãi thêm một nải nữa, về làm quà cho tía má chị vui. Vậy hả anh? Dạ. Vậy em cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Em cũng có bà chị á, bà bán cơm. Thường khách ăn xong á, cũng cho khách chuối để ăn. Không mấy anh cho em số điện thoại đi, có gì em gửi cho chị rồi chị liên hệ với anh. Ý, vậy thì tốt quá. Vậy chị cho em số điện thoại đi. Rồi, em cảm ơn chị nha.
Trâm ơi Trâm, có nhà không bay? Dạ. Tính bảy ơi. Ủa chú hai? Ừ. Chú hai mới qua. Ừ. Ủa, chú mới qua. Ừ. Có gì chị không chú? Qua hỏi coi mẹ con hổng rời ba cái chú mít có bán được không? Con nói chú hai nghe đi. Nhờ có chú hai á với thằng Sáu Nhú kêu ba Giai ở trên Sài Gòn bán chuối giùm nhà con mà bán cũng được khá rồi chú hai. Được lắm chú hai, đỡ hơn nọ dữ lắm rồi. Vậy đó hả? Dạ. Thôi cũng mừng, thôi được bao nhiêu mừng bao nhiêu mấy ơi. Của đổ hốt mà. Cảm ơn chú hai nhiều ha. Tao thấy chuối đổ đóng á, thiệt chứ thấy mà sốt ruột luôn á. À, Sáu Nhú nó gửi cho bay này nè. Thư à? Thư. Gửi gì con? Ủa? Cái gì đây? Nguyễn Hoàng Sang. Ừ. Giám đốc công ty nông sản Việt. Ủa? Lấy gì vậy chú hai? Bạn Sáu. Bạn Sáu? Ừ. Trời đất ơi, hôm nay Sáu nó quen giám đốc luôn. Ôi trời, ghê vậy. Chứ sao? Mà anh này là gần sao chú? Tụi em biết sao không? Bữa hổm ba cái chú ế của mình á, con Sáu Nhú nó đem lên Sài Gòn á, nó cho bạn bè nó ăn thử, rồi cho con này ăn thử nè, nó khen ngon quá trời đi. Nó nói vài bữa nữa đó, nó xuống đây nè, nó kiểm tra chất lượng. Kiểm tra chất lượng? Kiểm tra chất lượng là gì chú hai? Nó thì người ta kiểm tra coi nó đảm bảo vệ sinh không, chú sạch không, nếu được đó là người ta thu. Còn cái vụ mà chú kêu tôi mua thuốc ngâm gì đó ha, tôi không có làm đâu à nghe. À, cái này là con giúp thím. Mấy cái vụ ngâm đó khuất mặt khuất mày mình không nói ai biết đâu thím. Tôi nói cho chú biết nha, nó không là không. Chú đi đi. Ờ vậy thôi con về đi kiếm mối khác. Ủa anh Tám? À hư. Đi kiếm mối hả? À. Nói này nghe nè, không có còn mối nào đâu cho anh kiếm. Bị gì bà con ở đây nè, người ta ký hợp đồng với công ty nông sản Việt bao tiêu sản phẩm ra tới nước ngoài rồi kìa. Vậy là sao? Thì người ta là giám đốc ở trên thành phố xuống tận đây nè kiểm tra chất lượng của chuối và người ta nói mời xuống ký hợp đồng. Mà không phải mình hộ tôi đâu nha, bà con nào ở xóm xẻo lá này trồng chuối á cũng ký hợp đồng theo luôn rồi. Đồng lắm đó. Cho nên là anh không có còn mần ăn được cái gì nữa đâu. Đâu ạ? Ờ thì không có mần ăn không mua bán được thì tôi về. Trời ơi, đâu có dễ vậy được. Alo. Anh Tám ơi, anh em thương lái của tụi mình bị trên sản người ta mời lên làm việc hết trơn rồi. Uống công cái mà xúc tép nuôi cò. Nuôi cho cái mà cò lớn, cò giò cò bay. Tí. Gì đó mày? Tí yên tâm đi, con không bao giờ là bay đâu hết trơn á. Cho dù ha, sau này con có lấy vợ, con cũng xin ở chung với tí má. Trời ơi, cái bài ca của người ta vậy đó ông ơi. Cò này nhát muốn chết. Cò này mà gặp gái, cái là mặt này xanh như đít nhái. Tới giờ này mà chưa có một móng vợ nữa. À tí, tối ngủ, nằm mơ thấy nhàm chán. Bậy bạ đây nha, bậy bạ xui xẻo á. Con nghe ông bà ta nói nằm mơ mà ngủ thấy lửa tía là nhà có tin vui á. Tao cũng mong nhà này có tin vui. Con người ta từng này tuổi ấy, có con có cháu đầy nhà. Còn cái nhà này dòm qua dòm lại, tao thấy có mày với thằng Tám Tàn thiệt chán hết biết. Ôi xời. Rồi đây 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 đây. Rồi xong rồi đây, xong rồi đây. Sao giọng nhẹo dữ vậy con? Rồi 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 xong rồi xong rồi xong rồi. Đây đây đây, đây đây đây. Thank you.
đi ăn dỗ đúng lúc như vậy trời. Rồi rồi rồi, má biết rồi, má biết. Này ơi, này, chú Tư ơi, Kim Tư, nhà không ai để cửa tan quát vậy trời. Trời ơi, không chịu nghe điện thoại luôn ta. Ở nhà kiểu này trộm vô nó gom hết luôn. Tháo nón bảo hiểm giùm em cái anh Tèo. Mèn đét ơi, ở đâu mà tự nhiên vô nhà tôi nằm vậy trời. Anh Bảy, nó tự nhiên ở đâu nhà em ngủ vậy không biết nữa. Mấy con, mấy con, ê nha nha, em coi coi mấy con còn thở không, hay là nằm hồi nó trúng gió rồi đi luôn rồi. Gì ghê dữ. Trộm nhái. Trời ơi, trộm nhái. Mày gan quá. Không, nhà không ai ở nhà rồi mày vô đây mày dám trộm nhái. Đụng vô nhái đi, chú thím Tư về đây kẻ đầu mày ra. Im miệng lại. Ủa anh Tèo, anh đi đâu với nhái sớm giờ vậy mà không nói tới em tiếng nào chơi vậy? Trời đất ơi, thì anh Tèo chở tôi đi lên trạm xá. Ủa ai bệnh? Thằng cu. Ủa con có sao không em? Gì? Em hỏi là con của nhái có sao không em nhái á? Làm hết hồn mày. Con tôi bị sốt à. Ủa con quậy em. Ủa thằng nhỏ đâu rồi? Thằng nhỏ đâu rồi? Ngủ để em trong buồng rồi. Rồi em mệt không? Anh có mua nước cam chai bún nè. Mua nào vậy? Mấy tiếng. Mà mua chi? Thì sợ em khát rồi trong khi em bận coi nhỏ đâu có thời gian đâu đi mua, nên em mua qua chơi luôn. Mệt quá à, tốn kém quá, lần sau qua chơi thôi mua chi bá này. Giờ nó cũng tan hết trơn rồi, thôi để bỏ anh đi mua ở liền khác chai bún này. Trời đất ơi, ly mười mấy ngàn chứ ít đâu mà bỏ. Tôi không thích uống tan vậy chứ đỡ ngọt. Thôi tôi vô buồn coi nhỏ nó bớt chưa nha. Nhảy nhảy 20.000 tiền sơm của anh. Trời ơi, hơi xíu đừng quên. Thôi vô coi nhỏ đi, để anh trả cho. Em trả. Ừ vậy cũng được. Vô đi, vô coi nhỏ đi. Đây này. Thiếu đi. Nhảy. Hả? Anh có này tặng cho nhỏ, cho nó uống nó mau khỏe. Anh mua hả? Anh mua, thấy nhỏ bệnh không biết mua gì cho nhỏ nó uống, không mua sữa đi cho nó uống nó mau hết bệnh. Thôi em nhận đi nha. Tuy chỉ có hộp sữa thôi nhưng mà nó chứa hết cả cái bụng của tôi á. Cảm ơn. Đi về đi, đứng đây chị. Ủa, qua tặng sữa rồi không mời vô nhà uống nước gì trơn, đủ về rồi đó hả? Không, mắc không pha trà lắm. Đủ về thiệt hả? Đi về đi. Đủ về, về thôi. Nhớ uống nghe. Biết đò. Hey, tự ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều. Oh yeah,
từ ngày hai đứa yêu nhau một ướng bao nhiêu, mộng vàng trên cao mình tránh bao nhiêu, hai ta một mái nhà tranh ta. Vô, làm hết hồn vậy anh Tèo? Đi chơi không? Đấy lý do là em không đi rồi, nhưng mà hôm nay em có tâm trạng vui, vậy em đi cho anh vui luôn. Có chuyện vui hả? Dạ. Vui gì kể nghe coi. Em kể anh giảm giá cho em đi. Giảm giá hả? À. Miễn phí mày luôn. Miễn phí luôn. Lên. Dạ. Rồi chào lên. Dạ. Kể nghe. Dạ kể chứ. Sao. Dạ chuyện nói vậy nè. Túp liêu lý tưởng của em và của anh đâu nè em ơi. Túp liêu lý tưởng của anh và của em đâu nào em ơi. Túp liêu lý tưởng đó ta xây bằng viên bằng lưng coi không người. Chà, làm gì bữa nay thấy yêu đời ca hát đồ dữ vậy? Trúng số hả? Cái này còn hơn trúng số nữa tiếp. Dạ. Mượn mấy trăm á. Hết tiền tí rồi. Nhà này ngộ ghê nha. Má mày thì đi không về, còn hai đứa con á, không có đứa nào có đồng bạc chính gia nữa. Ủa mà tí hỏi tiền chi tí? Dạ ông nè, thấy gì không? Dạ tóc. Bạc đã ra rồi nè. Tôi mới chăm đi nhuộm rồi cho nó trẻ lại cái coi. Cái đó thua tí rồi, con hết chân tiền. Xạo, sáng thấy mày cầm mấy trăm. Mua sữa hết rồi. Ê, mày đã uống sữa nữa hả? Dạ không có, con nhái uống. Cái gì? Con nhái? Dạ. Ủa? Ủa anh Tèo? Bé cò, đi đâu hả? Nhái ơi, ẩm đứa nhỏ rồi đi tái khám nè nhái ơi. Ê! Cái gì? Gì vậy anh Tèo? Có em ở đây rồi anh chở nữa tự nhiên tốn tiền. Trời ơi, nãy hai nhái kêu tao qua chở mẹ con nó đi tái khám mà. Thì hồi nãy không có em là đúng rồi, bây giờ có em rồi tự nhiên kêu anh chở là sao? Trời ơi, rồi tự nhiên mày tính giật mối tao luôn hả? Anh nói rồi nói bậy nha. Giật mối anh là khi nào em ra chạy xe ôm chung với anh. Em chỉ chở của mình hai nhái, còn mấy người kia hả? Mướn em cũng thèm chở. Hai nhái cũng là một khách đi xe ôm của tao, cũng 20.000 cho bộ ít ổ gì sao mày? Ủa vậy đi. Không. Nhái ơi, nhái. Nhái ơi. Không ấy vậy đi. Cái gì? Đợi xíu. Nhiêu? 20 hả? Nè, coi như anh chở hai nhái rồi đó. Cái gì vậy? 20.000. Cái gì vậy? Tiền công chở. Bộ mày tính lấy tiền này rồi xúc phạm danh dự nhân phẩm của tao hả? Tao chạy xe ôm cũng phải có sĩ diện của xe ôm. Chừng nào tao chở được khách thì tao mới lấy tiền nha. Đâu đưa tiền khơi khơi vậy? Giờ em nặng nỉ anh á. Anh nhường cái cuốc này lại cho em đi. Nể mặt mày nghe mày. Dạ. Cảm ơn anh Tèo. Cũng được. Ê. Dạ. 11 hai nhái cũng kêu tao qua. Dạ. Cái nó kêu mày qua chở nó đi nha. Dạ. Cảm ơn anh. Y gì luôn nha. Dạ. Trời ơi. Phải khách xe ôm nào cũng được như vậy. Đỡ quá trời quá đất. Đúng không? Đuổi đi rồi. Ủa? Anh Thảy? À? Nãy tôi mới nghe tiếng anh Tèo mà sao giờ là anh? À, chuyện chở nhái để anh lo, còn mấy chuyện khác nhái khỏi quan tâm. Ừ. Đi. Từ từ nha, đứng lên nè. Rồi, đi. Ồ. Hết bệnh chưa? Cũng đó rồi. Dạ. Anh có mua mấy bộ đồ cho nhỏ nó mặc. Anh lựa size bự á để cho nó mặc thoáng cho nó mau hết sốt. Đặt quá. Qua chơi rồi bị đặt quà với cáp chứ không biết nữa. Có gì đâu. Đồ anh lựa đẹp không? Để tôi coi thử coi. Đẹp không? Ừ đẹp nè. Ừ. Trời anh lựa đất ơi. Sao anh mua gì rộng dữ vậy? Con túi chút xíu à. Thì anh đâu biết lựa đồ đâu, anh mua đại. Thôi kệ đi, đại nó bự cho nó mặc. Vậy để chút nữa tôi cất vô tủ.
Ủa Nhái, Nhái có làm gì làm đi, để anh đưa con ngủ cho. Anh đưa giùm tôi hả? Ừ. Trời đất ơi, hôm qua giờ không ai canh nói cho tôi gọi cái đầu hết trơn á. Trời sao không nói anh. Mà anh ăn sáng chưa? Anh ăn rồi, no lắm, yên tâm đi. Tôi chưa có ăn, tôi đói bụng quá à. Anh canh giùm tôi nha, tôi gọi đầu thì sẵn tôi mua đồ ăn sáng luôn. À. Nhỏ bệnh nhìn thấy thương quá. Nghe em dặn đi nè. Vậy. Làm cái gì thủng thẳng từ từ làm, đừng có gấp rút quá, lạng quạng là hỏng chuyện đó. Không có nhanh không được. Trời ơi, nhanh gì? Anh mà làm quá tới tấp như vậy rồi bà Nhái bà sợ, bà bỏ đi lấy chồng, lúc đó là ngồi đó mà khóc, rồi công giả tràng luôn ha. Mày nói xàm gì vậy Tám? Xàm gì mà xàm. Đúng rồi, xàm. Vậy mới đúng nè. Tu hú nuôi con là chết đó. Mày biết gì mà mày nói? Biết gì cái gì? Ờ để coi anh còn câu gì nữa rồi ta. Bắt tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò giò cò bay. Lúc đó nó béo nó mập lên rồi là nó quay về với cha ruột của nó luôn. Chứ mấy làm gì có. Tại vì tao đã được bật đèn xanh rồi. Phải không? Chứ sao? Kể em nghe coi. Lại đây. Alo Nhái, hôm nay có đưa nhỏ đi khám bệnh không? Ừ, con tôi đỡ bệnh rồi nên khỏi đi khám đi. À, khỏi hả? À? Nhỏ khỏe hả? Trời ơi, đỡ gì? À Nhái, Nhái, Nhái sáng chưa tôi có ăn rồi chứ? Tôi trời nghĩ sao chưa ăn? Mà thôi, tôi bận công chuyện xíu vậy nha. Làm cất công sáng dậy sớm nấu cho ăn, giờ nói ăn sáng rồi. Mà đâu sao, ăn sáng rồi thì để dành ăn trưa. Thời gian cũng có mà ăn nữa chứ đó mà. Thiệt tình luôn. Sao tự nhiên nói xạo với ảnh gì ta? Khục. Nhái ơi, có người nhờ anh giao đồ cho em nè. Ai mà tôi có đặt ai đâu mà đem tới cho tôi? Có người nhờ anh giao á. Mà ai? Thằng Bảy Cò. Em nhận đi cho thằng Bảy Cò nó vui. Bé, nhận đi cho nó vui. Vậy anh nói với anh Bảy Cò là cho tôi gửi lời cảm ơn nha. Không có chi. Không, Bảy Cò nói là không có chi. Nó còn gửi lại nói là Nhái ăn cho hết nha, ăn không hết là nó buồn lắm luôn á. Thôi mệt quá à, tôi có phải diễn viên đâu mà anh bắt tôi diễn hoài. Dạ lắm hả? Đau quá. Chết rồi, sao vậy? Tôi đánh anh đau lắm hả? Anh có bị sao không? Tan nát con tim của anh rồi Nhái ơi. Xạo sự nè. Nhái, anh có chuyện muốn nói với em á Nhái. Chuyện gì? Anh muốn làm con em. Anh vừa mới nói cái gì? Không, ý anh muốn nói là em cho anh làm cha của em nha. Là sao? Trời ơi, ý anh muốn nói là anh thương Nhái, anh thương con của Nhái, anh muốn làm bạn gái của Nhái. Anh muốn nói cái gì vậy? Thì Nhái trả lời đi. Thì anh phải quay lại trực diện với tôi thì tôi mới trả lời được chứ. Không, anh nghĩ làm sao mà anh kêu anh làm bạn gái của tôi vậy? Anh xin lỗi, anh đi về. Thà anh nói anh làm bạn trai của tôi thì tôi còn chấp nhận được chứ.
Em mới nói gì vậy? Anh không nghe được. Thì là vậy đó. Vậy là em chịu làm bạn gái anh rồi đúng không? Thấy anh hay không? Trời đất ơi là trời. Bây giờ tôi mới biết được á, tía má đẻ được ba đứa con gái. Nghĩ sao vậy trời? Đi tỏ tình với người ta mà đòi làm bạn gái. Tại vì lúc đó tao gấu quá, tao nói lộn thôi. Ê, mà tóm lại là anh cua hai nhái được rồi phải không? Trời đất ơi, công nhận anh Bảy hay thiệt luôn á nha. Cái vốn cua gái á, chỉ có hộp cơm với ly nước cam mà. Trời ơi, không nghĩ tới cái chuyện mà đường vô bao tử của hai nhái nó ngắn dữ vậy luôn á. Anh Bảy cò mày mà tám. Thì bởi vậy chính anh là Bảy cò cho nên mới thấy bất ngờ đó. Kệ đi. À, nè tao nói mày nghe nè. Mày dẹp bỏ cái suy nghĩ gì xúc tép nó cò giùm đi nha. Mệt anh quá à. Thì tại em lo cho anh cho nên mới dặn dò vậy thôi, anh làm gì ghê vậy? Mình thương nó, biết lớn lên sau này rồi nó thương lại mình. Thời buổi này còn cái suy nghĩ gì, con ông con bà. Dạ tía. Dạ tía. Hai đứa rảnh quá ha. Không lo làm công chuyện rồi đứng đây chụm đầu châu mỏ. Nói cái gì mà cười te tét hả? Dạ đâu có gì đâu tía. Tía tía, anh Bảy mới cua được. Cua gì? Bắt có được một hai con cua nó cũng khoe tía. Thằng này thì tình. Tía nói rồi đó nha. Chuyện tình yêu của tụi con á thì tía không có tham gia vô. Dạ. Nhưng mà tía thấy con nhỏ nó không được rồi đó. Ủa sao vậy tía? Sao tía? Tía có chuyện riêng của tía. Cấm hỏi. Tía. Ta nói vậy đó. Bà nó chơi tụi bay đâu? Tía. Bay đất rụm rực rụm rực hả? Tía. Sao hôm nay nhái ra đây trễ vậy ta? Mỗi khi đúng giờ lắm mà. Hẹn đúng giờ mà sao giờ này chưa tới nữa không biết nữa. Điện chơi giờ với Thông với mình hay sao á? Thiệt cái tình. Cứ bà. Hết hồn mà. Anh làm gì ở trong vậy? Sợ người ta thấy nên anh núp vô. Rảnh quá à? Tại nãy em tới anh đâu biết phải là nhái hôn hay là con gì khác. Em ngụy trang cũng kỹ thiệt. Hồi nãy nữa kìa em còn đi bao tay nữa mà tự nhiên nóng quá cái em bỏ hôm nay luôn. Anh còn không nhận ra em, nó chi là ai vậy? Nhái mới gọi là ngụy trang chứ. Nhái đúng là số một kìa. Chết mấy con ơi. À? Tấm đằng kìa. Kìa. Chị ơi. Trời ơi trời. Cái ông Bảy cò này. Nó giờ nó mét tía nè. Trời Phật ơi, thằng Bảy đâu mà em kêu nó khiêng tiếp mà mình mày mày kéo la kéo lết vậy ta? Trời ơi tía ơi. Mệt đứt rồi luôn á tía. Tía đừng có nhắc anh Bảy nữa. Bực mình dữ lắm. Con kêu ảnh á đi khiêng đồ phụ con mà không chịu đi. Ảnh đi hẹn hò với gái á bảnh đó tía. Hẹn gái nào? Alo. Em à, nhớ anh không? Nhớ anh à? Alo. À. Không phải, tại vì đang đi buồn quá nhớ em, điện thoại hát cho em vui. À. Ủa, em rảnh chưa? Hả? À. Anh à? Anh lúc nào mà không rảnh? À ơi ơi. Qua liền, qua liền. Ok. Chỗ cũ. Anh Bảy. Ê, ở đâu xuất hiện vậy? Đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?
có ai đâu. Trời, hai nhái phồn. Mất chứng gì hai nhái? Cái này là anh mày ế lâu năm cái tự lấy điện thoại ra hẹn bản thân mình, tự an ủi. Thôi bây giờ tạm bỏ cái cuộc hẹn với bản thân mình đi ha. Tía kêu em với anh á qua nhà chú Chính lấy đồ về kìa. Qua nhà chú Chính nhưng mà tao đang mắc kẹt rồi. Bây giờ có kẹt cái gì cũng phải bỏ hết trơn á. Anh không về á, tía đánh đòn anh chết luôn á. Rồi nó bảo hiểm đâu? Trời ơi, đi qua nhà chú Chính sát bên trong sớm không mà có đi đâu xa xôi đâu mà nó bảo hiểm. Ha, nhà chú Chính gần mà. Ừ, đợi chút xíu tao về lấy cái quần đó. Ê, cái quần gì? Đang mặc quần mà. Không, lấy cái quần dài. Trời ơi, mắc cười thiệt luôn á. Hồi nào tới giờ có làm bạn với cái quần dài đâu, bữa nay mày đặt nữa. Thì bây giờ anh mày lớn rồi, đi qua nhà người ta thì phải mặc quần dài chứ không mắc cỡ chết luôn. Thôi bây giờ đi lẹ đi, tía kêu đổi quần gì nữa. Đổi đi chứ mắc cỡ lắm, không ấy giờ mày về mày lấy gì mà anh mày đi. Nằm mơ đi ha. Tính dụ em hả, em về cho anh bỏ trốn đi hả? Không có đâu. Vậy em lấy thôi, để anh mày tự đi. Ê, nhà đường này mà. Ê, trời đất ơi, cái ông này làm biến rồi gạt mình không à, bực bội. Thì con chỉ nghe vậy thôi chứ con đâu biết ai đâu. Không chừng á anh Bảy á dựng chuyện lên nói vậy đó hả, để cho con á tưởng đâu là có chuyện gì để ông làm biến á. Tía, mấy cái đứa này thiệt tình. Nhà có hai đứa, đứa châu trắng, đứa châu đen. Tía thấy á, cỡ này á, anh Bảy anh làm biến ghê không? Tía phải xử cho con chuyện này á. Tía, con nói chưa hết, tía bỏ đi đâu vậy? Thì mày ngồi đây mày chờ nó đi, cho nó về vô kêu tao ra tao xử nó. Trời đất ơi là trời, ông này ông làm biến, mà đợi ông về Tết Congo luôn mới về quá à. Chết, té, chết té rồi anh ơi, chết rồi. Cái gì vậy nhái, sao em trù ẻo tí má mình chết. Không có phải, anh nghe kìa. Ai đó, mấy cậu hả? Thấy chưa, chạy đi, chạy. Chạy. Anh vô đây, tí xử anh cho coi nè, tôi đợi anh chưa vô tôi tức muốn chết luôn vậy đó. Vô đây. Cái gì vậy Tam? Đó, tí anh về kìa, tí xử anh đi. Kéo nó sao giống kéo cái bao hồi sáng rồi. Tao tự đi được kéo. Tía, tía uống trà tía. Tao uống chè. Ủa, trà hay chè cũng là một thứ mà. Vậy uống chè ngon tía. Thôi, anh đừng đánh chống lãng nữa. Bây giờ trưa tới giờ anh đi đâu, anh khai ra đi. Thì tao qua nhà chú Chính chứ đi đâu. Nè, anh đừng có xạo có căng nghe chưa. Hồi nãy em kéo đồ đi ngang nhà chú Chính nè, có thấy anh ở đâu? Mày khỏi nói, tao thấy mày mà. Ủa, anh thấy em hả? Không phải, tao không có thấy. Nhưng mà tại tao qua bên nhà chú Chính, tao đợi mày, đợi lâu quá không thấy nên tao đi về. Trời, có đợi hay không á, tự anh biết. Đi đâu, hẹn hò với ai? Tao ở nhà, khiên phụ với thằng Tám, để nó cằn nhằn qua tao nhức đầu muốn chết luôn vậy đó. Sao tía biết con đi hẹn hò với ai? Tắm tàn nói tía không? Còn ai trồng khoai đất này nữa? Tía, tía bán đứng con hả? Mày đứng tao bán đứng. Mày nằm mà tao mới bán nằm được chứ. Nhiều chuyện lớn. Con cái lớn rồi, có quen với ai thì nói với tía má biết. Có đâu mà lén lén lúc lúc hẹn hò. Hỏi tới gặp a bún như gà mắc đẻ. Con lớn rồi, tía má đâu có cấm cản gì đâu. Quen ai? Tía nói thiệt là tía có cấm không tía? Không lẽ tía nói giỡn? Tao với má mày còn mong cho mày có vợ sớm nữa kìa. Thằng nhỏ đó là ai? Quen hay lạ? Ở xóm xẻo lá này hay là xẻo lá? Dạ. Có nên nói không ta? Nhái dặn mình á là phải giấu hết, không nói ai biết. Mà không biết tí mình biết, rồi tí phản ứng sao nữa. Mà tí. Gì? Nói tí nghe cái điều này nha. Cái người đó
hơi có chút khuyết điểm nghe. Mày có đẹp đẽ gì đâu, đầu nào úp vô nấy. Để mà người ta chịu mày là tao với má mày chịu à? Dạ. Nhưng mà có điều nghe. Ở điều gì tía? Không phải nhà con bên kia là được à. Hôm rày đó, tao nghe người ta đồn rùm lên rồi đó nghe. Chết luôn vậy. Tao nói từ từ thôi. Ý gắn chết mà. Ây da, từ từ thôi, tôi nói từ từ mà. Đừng, thôi. Đừng có rên nữa. Người ta nghe là cười giận. Thôi, tôi nói được rồi mà, thôi. Xí má làm cái gì trời? Thôi đừng bắt cái con si già, bắt cái thuốc này nó rác muốn chết à. Mệt lắm quá đi. Trời ơi, già trời ơi. Bà tính dám chát chồng bà hả? Trời ơi. Cái thân hình của ông á, cọp ăn 3 ngày chưa hết nữa. Bị trầy chút xíu mà cứ rên rỉ hoài hả? Ai biểu? Ai biểu già rồi mà còn ham hố? Đi rượt coi dí bắt ăn trộm, giờ ngồi đó là rên. Tôi mà không chạy á, tôi rượt bắt á, ăn trộm lấy hết đồ của con súp sợ lá này luôn. Nó bấm nhớ kỳ trước cái vụ ăn trộm mà tôi mất mặt cái cả sớm rồi. Bây giờ tôi phải bắt ăn trộm để lấy lại công thức. Mà ăn trộm rồi biết không? Nó đi tới một cặp chứ không phải là đi một đứa luôn đó. Ăn trộm đi. Mày đứng lại. Tao bắt mày chết cha với tao. Ăn trộm phải không? Đứng lại coi. Nha. À. Ui da. Ôi trời ơi, chết cha tụi nó. Trời ơi. Thằng ăn trộm, tao bắt rồi mày chết cha với tao. Ui cha. Nha ơi. Hả? Thế em, mình không có gượt theo nữa kìa. Ui sao kỳ vậy ta, nãy thấy tía dí hai đứa mình mà. Thì anh đâu có biết đâu. Thôi được rồi, để em quay lại kiếm tía. Hả? Em quay lại, rồi tía biết em sao? Em quên. Em nha, ngây ngô lắm á. Tại mình mà tía mới ra nông nổi như vậy. Tía ơi, con xin lỗi tía. Rồi á, ông rượt bắt ăn trộm á, ông té vậy nè. Ông có biết được nó là ai không? Có chạy kịp đâu biết nó là ai. Xin lỗi chú Tư. Biết chú Tư rồi. Vậy con chạy nhanh thêm chút xíu nữa. Hả? Không phải. Ý anh muốn nói là anh biết chú Tư rượt anh á, thì anh chạy nhanh để cho chú Tư khỏi rượt, để khỏi bị té. Vậy thì được. Ủa sao hôm nay em hẹn anh ra đây bất chợt vậy? Lịch của anh là 24/6, còn 3/7 là em ở nhà mà. Anh Bảy. Dạ. Hay là bây giờ tụi mình... Gì? Trời, anh với em có đâu xa lạ. Muốn nói gì cứ nói đi. Mà thôi khỏi đi. Em không biết bắt đầu từ đâu hết. Với lại... Nhạy. Tình cảm của hai đứa mình nó mới vừa bắt đầu, mà bây giờ em muốn nói. Chẳng ăn nè. Ủa, em đâu vậy? Tía em kìa, tím lại bây giờ. Trời, em bình tĩnh lại đi. Không phải tía em. Có ai ở đó không? Nhận hàng giùm nè. Đó, có phải tía em đâu. Vậy mà em cứ tưởng tía em. Em hết hồn à. Thiệt, anh không hết hồn mà. Em làm vậy anh giết anh cũng hết hồn theo em luôn á. Nhái. Hả? Hay là mình nói chuyện của mình á, cho hai gia đình biết đi. Chứ sao gì, tía em cũng biết mà, tía anh cũng biết. Rồi tình hình vậy hoài, anh chịu không nổi nhái ơi. Tôi nói không là không. Tôi không đồng ý con quen Bảy Cò. Sao mà quen ai không quen lại đi quen Bảy Cò vậy con? Con thấy anh cũng thương con, mà lại hiền lành nữa. Tại sao tí má không chịu? Nhưng con coi,
thằng Bảy Cò nó cục mịch như vậy đó. Đó là chưa nói đến cái chuyện mà Tiến. Không có nói nhiều. Từ bây giờ thì sau này cũng vậy. Tiến không đồng ý con lấy Bảy Cò. Trời đất ơi, mày nói gì nói lại tao nghe coi Bảy. Dạ, con với hai gái đang quen nhau. Quỷ thần thiên địa ơi, bộ cái xứ xẻo lá này hết con gái sao mày quen con nhái? Hết nói nổi thiệt chứ. Đó, thấy chưa? Tôi nói còn bao nhiêu lần rồi. Con gái hơn nhau là ở tấm chồng. Nói hoài câu đó luôn, con nghe con không hiểu hả nhái? Thì ông cứ từ từ. Ông làm gì mà ông la ầm ĩ lên. Rồi hàng xóm ta nghe được ta cười cho. Từ từ cái gì mà từ từ. Con gái tụi nó xinh đẹp như vậy. Rồi cái thằng cháu ngoại cũng mà hết sảy luôn. Vậy mà đi quen với cái thằng mà nó cục mịch nửa lời không biết nói nữa. Tía con nói đúng đó nhái. Má không nghĩ là con quen với thằng Bảy Cò. Má, con thấy anh cũng giỏi. Cần cù mà lại siêng năng nữa mà. Giỏi cái gì? Làm ruộng tôi cũng giỏi giỏi giỏi. Thì đó, thì nó cũng ăn nên làm ra, thì cũng coi như là giỏi đi. Bà, giỏi không chưa đủ, bà hiểu không? Nè nhái, tía má muốn con á sung sướng tấm thân, ha, kiếm được người chồng nè, lanh lợi, ăn học cao, để cho con làm bà này bà nội với người ta. Chứ không phải là muốn con đi lấy thằng Bảy Cò sau này cái làm ruộng, rồi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vậy con mới chịu hả nhái? Má cũng muốn con ngồi xe hơi, chứ không muốn con ngồi xe đẩy lúa. Dạ, tía uống miếng trà cho hạ quả nha tía. Tía, con thấy hai nhái tốt chứ có xấu đâu tía. Ta không nói tốt xấu vậy đó. Mà ta nói á, là cái hồ sơ lý lịch nhân thân của nó mày có coi chưa? Dạ coi rồi. Quá trời đơn giản luôn. Vì không có chồng mà có con. Cái quan trọng là cái đó đó. Không có chồng mà có con. Ủa, con thấy vậy tốt mà tía. Tự nhiên bây giờ có người về kêu tía là ông nội. Trời ơi, khỏi phải đợi lâu. Ta khỏi cần, ta khỏi cần kêu liền. Từ từ kêu cũng được, tao còn sống lâu lắm. Thấy không? Ủa, con với nhái thương yêu thật lòng mà. Con không bận tâm cái lý lịch đó mà sao tía bận tâm chi vậy? Nó ngặt cái là tao là tía mày nè, thì tao mới bận tâm. Chứ mày là người dân ở ngoài, tao bận tâm làm cái gì? Đó bây giờ tao cưới con nhái cho mày đó, rồi mặt mũi nào tao nhìn bà con chòm xóm ở đây nè. Thì có ở đâu nhìn không được, con vẫn nhìn bình thường. Bộ khiến người tía máu dồn lên não gì nói hoài vậy? Đúng rồi đó, mày làm mà máu dồn lên não tao đó. Tao không nói con nhái nó tốt hay là xấu đó, tao cũng không ghét bỏ gì nó. Mà tao không muốn làm xui với cái con mà lớn hơn con nhái đó. Lớn hơn nhái đó. Ủa tía, nhà nhái có mình hai nhái à, đâu có chị đâu. Tao không nói chị mà tao nói cái con gì, con nhái tới con gì. Nhái rồi nhìn tới ớt á. Đó, con đó, tao không muốn nghe cái tiếng kêu của con đó. Ủa, cậu nghe. Con lấy nhái làm như tía lấy chú tự ớt mà tía không chịu. Nhưng mà tao không muốn ngồi xuống với anh đó. Mày đâu đó? Con cái gì cha mẹ nói cái vùng quằng quẩn quẩn mười cái. Dạ, thôi tía bớt giận tía miếng nước đi tía. Chú tía mà giận cái mặt tía nhăn á, nó không có đẹp trai. Mày coi chừng tao bây giờ nè. Đừng có đứng trước mặt tao ngang. Đi vô trong hay là chờ ăn ma đau thần chổi. Dạ. Hay là ý thiên rồi. Dạ con ăn cơm. Con cơm thì vô ăn đây à. Tao đập mắt dịch bây giờ. Con cái thiệt tình. Nhỏ nuôi không mệt, sao lớn càng mệt. Quá trời quá đất. Lựa cho đã. Lựa tới lựa lui. Lựa ngay Bảy Cò không hay lúa. Kén cột. Kén tới kén lùi. Kén tới kén lùi. Kén nghe cái thằng làm ruộng. Tức đạo.
cầu máu. Không đi, không cho nhập luôn nhà tao đi. Lát tao về mà tao trèo xuồng ở trong nhà đó là chết với tao à. Giờ tính sao con? Con là con gái, là mẹ đơn thân, con có sung sướng gì đâu khi mà bị người ta lừa chứ. Tự nhiên bây giờ con người muốn lo cho con, chăm sóc con và yêu thương con của con thì tía má này không chịu. Bây giờ tía má của con phải làm gì? Tía má cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Tốt cho con hay là tốt cho tía má vậy? Tìm cách gì đó anh nói chuyện với tía anh, với chú Tư. Thôi em nín đi, chứ em khóc vậy hoài chứ mà mắt em bụp hết trơn giờ. Nghe Tám. Alo anh Bảy, anh đang ở đâu vậy? Tía kêu anh về kìa. Đang đi công việc. Tía biểu anh về liền á. Tía nói anh mà đi gặp hai nhái hả? Là tía đánh anh nát đít luôn á. Dạ con nghe nè má. Về lẹ đi nhái. Ba bay ổng làm bum sùm ở nhà nè. Ổng nói tại má dễ dãi quá nên bay mới đi gặp thằng Bảy Cò. Rồi ổng biết được cái chuyện mà ổng đi rình bắt ăn trộm. Không phải ăn trộm mà là tụi bay đó. Về nhanh. Dạ, dạ con biết luôn á. Thôi, để anh đưa em về. Anh bị khùng hả? Bây giờ mà anh đưa em về, lỡ như tía thấy xong tía nhảy lên nóc nhà luôn đó. Chú Tư mà có lên đằng trời á, anh cũng quyết đưa em về bằng được. Tía anh, tía em. Còn chị cái, hỡi chút có đi, hỡi chút có đi. Bà nhà sao không giữ nó? Nó có tài, có chừng. Nó đi đâu sao tôi biết. Còn ông, sáng giờ ông đi đâu? Sao không giỏi nhà mà giữ nó? Thì tôi qua chính đợn, nghe đợn chút xíu không được hả? Ông cũng vậy mà nói người ta. Nó về tới kìa. Nhây! Đi đâu à? Đi đâu sáng giờ? Dạ, con đi qua nhà của Hồng chơi. Qua nhà của Hồng? Nó dốc không? Tao ngồi chơi quán của Hồng cả buổi trời, có thấy mày mặt méo mặt tròn đâu đâu. Ông hay quá ha. Vậy mà hồi nãy ông nói với tôi là ông đi qua nhà ông Chính Đợn. Nói sao, nói sao? Hẹn với Bảy Cò nữa đúng không? Từ đây nha, cấm không ra khỏi nhà.
không lẽ tía nhốt con ở nhà luôn hả? Ừ. Ông cấm đi ra đường, rồi sao tôi sai nó đi chợ? Bà đi đi. Trời đất á, con thấy tía dạo này kỳ cục lắm rồi đó. Đó, giận rồi đấy không? Giận kệ nó đi. Tám đi hàng ngập mặt rồi bỏ cơm rồi phải không? Về đây biết tôi. Con gái tối ngày. Mời tôi mang cơm. Ăn cơm đi không? Sao không gấp thức ăn ăn mà ăn cơm không vậy con? Cứ kệ nó đi, đỡ tốn. Giờ sao? Ngài mất ăn. Gì đó. Má ơi, anh mấy còn kìa má. Rồi tính đi đâu? Má cho con ra gặp ảnh xíu thôi nha. Tía bậy ngoại á, nhắm ra được không? Ủa, tiếng gì vậy cà? Đứa nào vậy? Ai vậy? Ai lấy lắp ló rồi vậy? Đứa nào đó, đứa lên coi. Trời đất. Dạ chú Tư, con này chú Tư. Mày làm gì vậy? Mày làm gì mà lắp ló như ăn trộm vậy hả? Dạ đâu có đâu chú Tư. Chú qua làm gì? Con nhái nhà ông chú Tư. Sao hôm bữa giờ con thấy nhái vậy? Nè, tao cấm nha, không có được tìm con cóc con nhái gì đây. Đi về đi. Chú Tư, chú Tư thương tụi con đi mà chú Tư. Tao thương mày á, rồi ai thương vợ chồng tao hả? Từ nay tao đi nha, không có qua tìm con nhái nữa nghe chưa? Ý gì vậy? Chú Tư, sao chú Tư nở đồng nào, chia rẽ ở đâu nguyên ương? Cắt đứt dây tơ hồng vậy chú Tư? Tao cắt hết, cắt hết. Đừng mà chú Tư. Nè, mày ở chỗ của tao à? Mày ra đây tao đập què giò nghe chưa? Ngay, ngay, anh ngoài này nè, ngay. Ý gì vậy? Ngay, anh nhớ. Ý gì vậy? Ngay. Mày gì không? Mày gì tao xịt nước mày? Mày gì không? Hả? Hả? Mày gì không? Quỷ hả? Bức bội à? Ui. Tía nói rồi đó, từ nay đó, không được gặp mấy con nghe chưa? Cắt nó cho tía. Con thấy tía quá đáng lắm rồi đó. Cái gì? Cái gì quá đáng? Hả? Đó, bà Bình đi. Bà Bình nó riết rồi đó, nó leo đầu tôi nó ngồi luôn nè. Tôi thấy thằng bảy cò á, nó cũng được mà. Sao ông lại chê? Tôi không có chê, nhưng mà để làm rể của tôi á thì nó chưa đủ tiêu chuẩn. Với lại làm xui với ai thì làm, chứ mà làm gì nhẹ gia đình hay lúa đó. À, thôi miễn bàn đi. Vô duyên. Chuyện ông hai ông mắc mớ gì tới mấy cò với hai nhái đâu. Với lại tụi nó ở với nhau, chứ đâu phải hai ông ở đâu mà ông phản đối. Tôi nói nè, làm xui á thì phải hợp rơ á mới ngồi xui được, hiểu không? Xưa giờ á, hai ông á hay có cái tật nói qua nói lại quạnh hệ với nhau. Ở cái xóm này ai là không biết. Nhưng mà cái chuyện này nó khác. Ông mà làm căng quá tội nghiệp cho tụi nhỏ. Tôi nói không là không hả? Còn ba nữa. Người tôi thì sao? Cái chuyện này á là cái chuyện của tôi, chuyện của đàn ông. Ba đàn bà không được xí vô, để tôi tính. Thôi mệt quá, muốn làm gì cũng làm đi. Đi đâu hả? Tôi qua quán của Hồng chơi. Dạ, có cần xin phép ông không? Thì hỏi thì làm gì mà thấy ớn vậy? Nhớ rồi nhớ. Nhớ. Em đang làm gì vậy nhớ? Giờ này em đang làm gì vậy nhớ? Từ ngày xa đất Tiền Giang, em theo anh về xứ cảnh đền.
anh nhớ em quá nhớ. Nhớ nhớ. Trời ơi anh Bảy, anh bị bệnh hả anh Bảy? Trời, anh bị bệnh gì vậy? Uống thuốc không? Em mua thuốc cho uống nha. Ôi có sao không? Nhi. 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 Nhi ơi là Nhi. Nhi ơi. Nhi ơi Nhi. Tao mà nó nhìn ra con hai nhái là mày biết cỡ nào luôn rồi đó. Vậy bây giờ làm sao giờ má? Cái bệnh tương tư này á, không có thuốc nào chữa hết đâu. Mà con thấy anh Bảy như vậy á, nhìn tội nghiệp ảnh quá má. Thì tao cũng có nói với tía mày, tao nói hết nước hết cái luôn á, nhưng mà ổng không có chịu. Ổng nói anh Bảy mày á là trai tơ, mà con hai nhái á thì nó có con rồi, như vậy không có được, mất mặt với họ hàng hết. Bởi vậy hả? Tía riết rồi khó khăn ghê luôn á. Thời buổi là thời buổi gì rồi mà còn phải quan trọng mấy chuyện đó. Bây giờ á, chỉ cần hai nhái với anh Bảy Cò nè thương nhau thiệt lòng là được rồi. Con nói với má nghe nha, tía mà để tình trạng này vậy hoài á, có ngày anh Bảy hả anh bị tâm thần luôn á má. Má thì ghê. Tía mày á, ông cũng có thấy chứ đâu phải ông không thấy. Nhưng mà ông nói á, thôi kệ nó đi, vài bữa nó hết à. Công nhận tía kinh nghiệm ghê ha. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm tương tư má đó. Nhái ơi. Về. Về vô. Về vô. Về vô. Bài đặt. Canh me canh chua với tao. Alo. À em đi chưa? Anh đi rồi đây. Em bị bắt lại rồi. Sao chú Tư, chú khó dữ ta? Chán quá rồi, giờ sao? Thôi em để từ từ đi, anh nghĩ cách. Ông ơi, ông ơi, ông chết rồi. Gì mà chết chết, sáng sớm mà là chết. Ông hên không mà, có chuyện gì đâu. Chết rồi, con nhái. Con nhái sao? Con nhái tự tử hả? Không phải, hai má con đó đi đâu mất tiêu rồi. Trời đất ơi, thì chắc đi ổng nhỏ đi qua hàng xóm chơi chứ có gì đâu. Mới có sáng sớm mà đi mà đi chơi cái gì, ít ra phải cho con thằng nhỏ nó ăn uống chứ. Vậy tính đi đâu? Mà tôi kiểm tra trong tủ đồ đạc thằng bé nó cũng đi gom đâu mất tiêu hết trơn rồi ông ơi. Gom đi hết rồi. Ừ. Trời trời trời, không lẽ bỏ trốn? Con với cái hở chút là bỏ nhà trốn đi, hở chút là bỏ nhà trốn đi là sao? Mà hồi xưa tới giờ thằng Bảy Cò nó không có đi ra khỏi cái xẻo lá nữa, giờ tính sao ông? Nó dọa tôi với bà đó, vài bữa lết đầu về tới giờ nè. Còn mày nữa. Dạ. Biểu đi kiếm anh á. Mà ông vô đi cứ ngồi đó. Cần gì đi kiếm má. Con gọi điện thoại cho ảnh nè nhưng mà không có được. Rồi con gọi hỏi vòng vòng mấy người trong xóm cũng không ai thấy ảnh hết đó. Vậy nó đi đâu ta? Nó không có đi đâu xa đó, nó chỉ đi một chỗ thôi. Thank you.
sao sao nhú hả? À, má hỏi cái này cái. Dạ sao má? Thằng bãi cỏ nó có lên trên chỗ con không? Dạ đâu có, đâu có lên đây đâu. Vậy nó đi đâu kìa? Ủa mà có chuyện gì vậy má? Không có gì, chắc là nó giận tía bay cấm nó la nó cái chuyện nói với hai nhái chứ gì. Thôi nó không có lên trển thôi nghe không, con đừng lo, để đó tía má tính. Con ở trển nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Dạ vậy thôi hen má. Má cúp máy nghe. Kiểu này chắc nhà tía chửi dữ lắm luôn. Má với thằng Tám chắc bị mang quả dạ lây. Giờ phải chịu thôi sao giờ. Ủa em, con ngủ chưa? Nó mới ngủ á. Thiệt, người lớn làm mà nít phải chịu khổ. Đi cái sáng giờ chắc giờ nó mệt. Dạ em nghe chị Sáu. Hai đứa ổn định chưa? Dạ. Dạ cũng tạm tạm chị. Coi chừng đó nha, tía má kiếm mày hết cái sẹo lá rồi đó. Kiếm hết sẹo lá luôn hả? Hà toá, kế bên chưa kiếm. Mà hai đứa cũng hay quá ha. Tính làm liều ăn nhiều hả? Thì cái hoàn cảnh nó như vậy phải chịu thôi chị Sáu. Em cảm ơn chị Sáu chỉ chỗ em chỗ này nha. Thôi ở tạm đi. Nhà này cũng của bạn tao. Nhỏ lên học Sài Gòn nên không có cái nên cái nhà đây không á. Rồi mày đưa máy cho tao gặp nhái cái coi. Dạ dạ. Chị Sáu gặp. Alo, tôi là Sáu Nhú. Bà đó nghe chưa? To gan quá à. Nè, tôi hỏi bà này nha. Bà có ủng hộ tôi với anh Bảy về cái chuyện này không? Trời ơi, thì không có ủng hộ là không giúp rồi. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn chị Sáu. Thằng nhỏ đâu? À, nó mệt quá nên tôi cho nó đi ngủ rồi. Bye bà nha. Bye bye chị Sáu. Nhái ơi là nhái. Cháu ngoại ơi là cháu ngoại. Nhái ơi, con đâu rồi? Tôi lại bà, làm ơn bớt rên rỉ được không? Trời đất ơi, tôi rầu thúi ruột đây nè. Cũng tại ông đó. Nếu mà ông không ngăn cấm á, thì nó đâu có ẩm con nó bỏ trốn vậy. Nghĩ cũng tức thiệt chứ. Hồi đó cái tự nhiên cái dễ dãi làm chi, cái để làm bà mẹ đơn thân. Rồi giờ đó, cái này cũng có theo trái. Nhục, nhục thiệt là nhục. Phải chi hồi đó đó, ông để cho thằng Bảy Cò với nó đường đường chính chánh quen với nhau đi. Rồi thằng Bảy Cò nó qua nhà nó cưới hỏi đàng hoàng, có phải đẹp mặt không? Thằng này mà đặt trèo cao đòi gả con cho đại gia. Nè, đại gia chắc nó ngó tới con ông quá à. Trời ơi trời, mấy bữa hổm tôi thấy bà cũng binh vực tôi dữ lắm mà sao bữa nay bà trở mặt vậy? Bữa hổm khác, giống như hồi xưa khác, bây giờ khác. Bây giờ thời đại phát triển rồi, tôi cũng phải có suy nghĩ tư duy tôi để cho nó hợp chứ. Thôi đừng nói nữa, tôi điếc lỗ tai quá rồi nè. Tôi phải nói cho ông sáng con mắt ông ra. Đó bây giờ ông thấy không, đại gia không có nè, rồi bây giờ mất con mất cháu luôn nè. Đó, cho vừa lòng ông chưa? Tôi không biết, ông đi kiếm tụi nó về cho tôi. Biết đâu kiếm,
Bà muốn kiếm thì bà đi kiếm đi. Chứ cái mặt tôi bây giờ tôi vác ra đường cho ăn nhục hay cái gì. Ủa, ông cũng biết nhục hả? Bà tưởng tôi cục đất cục đá không biết nhục hả? Tôi nói cho ông nghe, kể từ hôm nay cái nhà này chỉ còn có hai vợ chồng già mình sống thôi. Sống với nhau như hai con khỉ già vậy đó. Đến chừng chết không con không cháu để mà đưa tang, để cho vừa lòng ông. Đừng có hù tôi. Đừng có hù tôi, không có sợ, đừng có hù. Ông sợ đi là vừa rồi đó. Còn mơ, lâu lắm à mới có. Ông đi tìm má con nó về cho tôi. Ông đi tìm liền cho tôi. Con có nhái vậy? Con nhái, đâu có nhái gì? Không phải. Con người ta, vô đi. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, mày làm ơn mày dựng đầu mày vậy, đang mày làm công việc giùm tao có tối ngày mày cứ úp mặt vô điện thoại hoài vậy Tám? Công chuyện nhà lăng đăng lê đêm lo làm. Dạ. Công chuyện gì tía? Vậy làm công chuyện chứ chuyện gì? Công chuyện gì nữa tía? Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, mày dòm đi Tám. Cái nhà này là công chuyện lăng đăng lê đê đó, gà vịt heo quéo cá mắm giường tược cây kiển sao làm đó mà giờ bên sân ơi, rác không kìa, ra quét giùm bên sân giùm cái đi. Con làm hết luôn hả tía? Ủa mày nhìn kỹ trong nhà này giờ còn mấy nhân sự vậy Tám? Chỉ có 3 nhân sự thôi mà 2 nhân sự là quá tuổi lao động rồi, chỉ còn mày thôi. Bây giờ mày nằm nghỉ đi, để 2 nhân sự già này đã làm sao đây? Dạ ý con không phải như vậy. Thiệt tình cái ông bẫy cò này luôn á. Đụng đụng cái bỏ thì đâu mất tiêu à. Báo hại bây giờ việc nhà mình phải gánh hết vậy nè. Dẫm đậu cổ ai vậy Tám? Cái thằng này mới làm một ngày một bữa mà la trời chết đất rồi, làm như chết tới nơi hay gì á? Con cái nhà này thì hết biết thiệt chứ. Giờ thấy thằng bãi cò hữu dụng chưa? Tôi thấy lâu rồi. Thấy rồi á mà cứ để vậy hả? Tại vì tôi muốn tốt cho cái gia đình này thôi. Tôi nói thiệt với ông, thời buổi này á là cái thời nào rồi mà ông vẫn cái kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tôi thấy không được á. Thời nào cũng vậy á. Thời Pháp, thời Tây gì cũng vậy. Bổn phận con cái là phải nghe lời cha mẹ. Nhưng mà nghe là nghe cái chuyện gì kìa. Còn cái đằng này á là con cái nó yêu thương á thì cha mẹ thấy được thì gật đầu đi cho con nó mừng. Ai đâu mà mà bây giờ bà đứng đó bà cãi thay đổi với tôi nữa hay sao đây? Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông thôi. Ông nhìn lại đi, nhà mình nè, chỉ còn có mình thằng bấy cò á là nói giỏi trong đường cho ông đó. Ông liệu mà ông tính đi. Áp đặt gì mà quá trời quá đất. Thiệt tình đến nhà này. Lẽ giờ bỏ nhà ra đi chứ. Ba má ơi, thằng này nó quét sân hay nó muốn ba đâu thằng chỗ vậy trời. Quỷ thần ơi, hôm nay vợ chồng tôi chủ động qua đây gặp chú thím là để bàn chuyện của hai đứa nhỏ. Dạ, vợ chồng tôi á cũng đắn đo mấy hôm rày nhưng mà chưa có dám qua nhà anh chị. Hôm nay vợ chồng tôi qua đây á là muốn biết coi ý chú thím sao. Giờ á thì anh chị á tính sao á thì tính, chứ vợ chồng tôi bó tay rồi. Vợ chồng tôi á cũng suy nghĩ nhiều rồi, chuyện này chắc là mình phải nhượng bộ tôi nhỏ thôi anh chị hai à. Đúng rồi đó, tôi thấy chuyện của tụi nhỏ mình cứ để cho nó tự quyết định đi. Nói thiệt tình với chú thím á, tôi không có chê ba gì con nhái hết á. Nhưng mà tại vì muốn con cái mình nó đàng hoàng cho nên tôi mới khắt khe. Dạ, tôi cũng vậy mà.
Tôi cũng thương bảy cò lắm chứ bộ. Dù sao thì cũng chồng sớm mấy chục năm mà. Đúng rồi. Lấy chồng xa thì sao bằng lấy chồng gần hả chị hai? Mỗi thời mỗi khác. Thời bây giờ tụi nhỏ nó không giống như mình hồi xưa. Hồi xưa đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Bây giờ con cái nó đặt đâu cha mẹ phải ngồi đó. Khổ vậy đó chứ. Nếu như mọi người đã nói vậy thì tôi có ý kiến. Mỗi người mình bỏ qua cái tôi của mình chút đi, rồi kiếm tụi nhỏ về, rồi mình tính hen. Chị hai, chị nói phải đó chị hai. Ông, ý ông sao? Chẳng sao gì nữa, thì mọi người cứ tính đi, tôi nghe hết đó. Ông sao? Tụi nó lớn rồi, tự tụi nó quyết định. Sướng thì nó nhờ, khổ thì nó chịu. Tôi sao cũng được hết á.